Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10 cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên cũng nhá. Da bò tự nhiên này. Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Các bác theo, đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là đây, em cào con này. Đấy. Đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy, mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn cho em. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhé, iPhone 14 Pro Max giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên em là dây sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone này, dây sạc nhanh iPhone giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này, một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em rồi tay to tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn, rất dai luôn. Và có cái độ co giãn nhất định nhá, dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm, dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dài luôn các bác này. Rất dài luôn, nó là giấy bóng lụa thì nó rất là dài nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã cho em là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại cho em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi. Rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá ấy. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt ở đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhé. Và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhé. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy, chập rất là mạnh luôn các bác nhé. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhé. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số này, này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy.
Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho các bác luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Vợt mũi đứng giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vợt mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó, giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4, chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy, ngang 70 dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển tắm biếc cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên, thấm hút nước tốt nhá. Dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k. 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc. 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng dần, rất là tiện, dùng vào việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay, lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc dùng nó tiện ích. Sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này. Trên 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhá. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay và một cái nắp như này nhá. Một khay và một cái nắp như này thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp, sáng bóng cho các bác luôn. Đấy. Bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bạn. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bác này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Đó, rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy. Khay chữ nhật to. Minh ơi. Lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000. Lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy. Hết nó rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k cho khay chữ nhật to như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em.
Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách, ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tại nhà cho bác luôn. 260.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chuyên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính các bác này. Đấy, có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp cho em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi, xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá. Bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng đây. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại ở đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn, có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong là thép không gỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong cửa hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Bạn nào uống tự pha thì kinh ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không gỉ 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này. Xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con này đều được luôn nhá. Đó, đây.
lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm và nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok các thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá, chạy rất là tít luôn. Đó các bác thấy không? Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này, rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá, một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho một con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa chức năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm vào phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn đây các bác này. Đây, dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy, các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy, dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này. Đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy, các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này. Thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm dột các thứ, các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về thử cho mọi người xem nhá. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt, thì cả ấm. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn. Thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm dột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá. Lên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây, giá sẽ là 40.000. Các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, có thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy, và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. To nhỏ đây, và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này vào này. Đó. Rất ngon luôn, bật lửa cây, giá sẽ là 40k trong con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Nay thì bên shop về một cái mã rất là mới, đó là áo điều hòa các nhá. Áo điều hòa hàng của thương hiệu Daikin các bác này.
Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một máy này, một máy hai quạt này, đấy, một máy hai quạt và một chiếc áo. Màu thì bỏ ghế đây. Màu thì sẽ là màu quân đội rất là đẹp luôn nhá, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, Japan, chữ rất là to luôn này. Dung lượng pin của nó thì con này cực khủng luôn, các bác có dùng cho em là từ đây, hàng made in Japan nhá. Dung lượng pin là của nó là 74.000 mAh này. Đấy, pin của nó là pin li-ông các bác này. Đấy, pin li-ông như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 520.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, ở đây nó sẽ có cả cho các bác một cái đèn chiếu sáng này các bác này. Đấy, rất đơn giản cho các bác sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang đây cái đèn chiếu sáng này các bác này. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì này. Đấy, sau đó thì các bác sử dụng thôi, rất đơn giản. Tới đây em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác xem. Đơn hàng từ 200.000 lên bên em đã bao ship được các bác nhá. Đó. Đây là cái áo màu quân đội này các bác. Đấy, màu quân đội rất là đẹp luôn. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Hàng của quân đội Nhật thì nó sẽ có cho các bác là một áo này. Đấy, một áo như này. Thì về nhà các bác lắp cái quạt vào cho em này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm các bác là hai cái quạt như này này. Hai quạt này, một cái bộ rắc cắm sạc thì không phải nói làm gì rồi. Cái bộ sạc này là có cả dây luôn nhá, có cả dây cả cáp này luôn. Cái này là cái dây sạc này, không nói làm gì các bác nhá. Đó, và đây là cái hai cái áo này, à hai cái quả quạt này, hai quả quạt này thì đây đều là hàng của Nhật hết nhá, 18V này. Đấy, các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây cho em này. Đấy, các bác lắp thì khi các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy này vào cho em là xong này. Đấy, mới đầu lắp thì nó sẽ hơi chật một chút, nó sẽ hơi khó lắp một chút, nhưng các bác lắp thì nó sẽ đây, các bác đẩy từ trong ra để cho cái quạt nó vào trong. Đấy, đây đẩy từ trong ra ngoài như này nhá, để cho cái quạt nó vào trong, để hướng cái chiều gió vào trong cho em. Đó, đây đẩy vào này con này. Đó, đẩy vào như này chưa? Đó, nó sẽ có cái lẫy này, nó sẽ sập vào cái lẫy này cho em là xong này. Đấy, hai cái quạt này thì các bác đều để như thế cho em nhá, đều để như này cho em nhá. Đẩy cái quạt, đẩy cái quạt cánh gió vào trong nhá, cái hướng cánh gió vào trong. Đây. Đấy là các bác đẩy vào cho em là xong này. Đấy, các bác đẩy vào cho em. Đấy, đẩy vào cho em là xong nhá. Đó, đây nó máy như này rồi, các bác chỉ cần đẩy sập vào cái lẫy này là xong. Đấy, sau đó thì các bác cắm cái đây, tháo cái cáp ra này. Đấy, tháo cái cáp ra. Một đầu cáp thì các bác sẽ cắm vào cái cục nguồn này. Một đầu cáp cắm vào cái cục nguồn này cho em. Đấy. Cắm vào cục nguồn này cho em này. Đấy, đây, cáp cắm vào cái đầu nguồn này. Đấy, sau đó thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn giữ lì lên cho em này. Đấy, giữ lì cho em. Các bác bật nguồn lên này. Đấy, và sau đó thì các bác cắm cái này vào hai cái này cho em. Nói chung là cái này thì bác nào cũng biết sử dụng rồi. Nó rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, cắm vào cho em là xong. Đó. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy. Con nào mà hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Đây em đã bật nguồn rồi, là quạt bắt đầu gió bắt đầu chạy này các bác này. Đấy, gió bắt đầu chạy các bác này. Đấy, qua theo bắt đầu chạy nhá. Bây giờ là cái quả pin này thì các bác sẽ để vào trong cái túi của nó luôn. Đây nó sẽ có cái túi đây. Đấy, có một cái túi đây các bác này. Các bác để quả pin này trong túi này xong này. Đó, để quả pin vào túi này là xong. Đó. Là các bác bắt đầu mặc vào là xong nhá. Đây. Mình cởi ra mình mặc vào cho em này. Đấy. Đây. Đấy, cởi ra mặc vào này. Em sẽ mặc vào cho các bác xem luôn. Đó. Đây, cái quả pin thì cái dây cái quả pin thì các bác luồn vào phía trong cho em. Đấy, cắm luồn vào phía trong các bác nhá. Cắm luồn vào phía trong. Đây nha, cái quả pin này thì nó có một cái túi lưới này. Các bác bỏ cái quả pin này vào cái túi lưới này cho em này. Sau đó thì hai cái cáp này là các bác cắm vào này. Đấy, cắm vào hai bên này là xong. Đấy, cắm hai bên này cho em nhá. Đó. Và con này thì nó khi các bác giữ lì này là nguồn nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì là cho em là nguồn sẽ lên và nó có chức năng sạc cho cả điện thoại luôn. Đó, giữ lì này cho em là nguồn nó sẽ lên các bác nhá. Đó. Đấy, khi bác dùng giữ lì này và nó có công tác ở đây nhá, các bác có thể tùy chỉnh luôn. Cái này nó sẽ là vừa là nút nguồn vừa là công tác luôn nhá. Đấy. Và này, đó. Và đây nó sẽ có cả đèn báo luôn này. Đấy. Đấy, đèn pin luôn. Đấy. Thì có rất nhiều chế độ để cho các bác lựa chọn nhá, mát vừa mát mạnh nhá. Đấy, các bác để vào đây xem này. Sau đó thì như này là mình mặc vào thôi. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem này. Đó. Mặc cho các bác xem luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Các bác mặc vào cho em này. Em thì đang là 1m65 và cân nặng sẽ là tầm 65 kg nhá. 1m65 mà cân nặng là 65 kg, còn các bác có thể lấy kích thước to hơn cũng được. Đấy, bên em có cả kích thước to hơn. Đấy. Các bác thấy không? Khi em mặc vào một cái là nó đã đẩy cái gió phồng lên rồi các bác. Đây. Đấy, gió nó phồng lên các bác này. Đấy. Gió nó phồng lên rất là mát luôn nhá. Rất là mát luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, gió phồng lên rất là mát luôn. Đây các bác. Đó, đây. Gió phồng lên rất là mát luôn này các bác. Đấy, gió nó bay này các bác này. Đây các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy người nó phồng chưa? Đây. Đây. Gió nó bay này các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, cái bóng gió nó bay này các bác.
Gió rất là to luôn các bạn thấy không? Đấy, bay cả túi bóng đi các bạn này. Trong này rất là nhiều gió luôn nhá. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đó đây. Sau lưng của em này. Gió nó cùng đây các bạn. Đó. Đây. Rất là tiện để các bạn sử dụng nhá. Đó, các bạn. Rất kín luôn các bạn. Đó. Rất mát nhá. Thì các bạn có thể dùng để mình làm công trình công việc này, hoặc làm thợ này, hoặc là rời nó nóng nó nồm thì các bác dùng con này cho em. Đó. Người em thì nó sẽ là 1m65 và cân nặng là 65kg nhá. Còn các bác có thể lấy tăng giảm thì tùy theo các bác này. Chạy cực kỳ là khỏe luôn. Quạt của nó chạy rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái số ở đây các này. Đấy, các số ở đây nhá. To nhỏ ở đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. Nó có 4 số tất cả nhá. Đấy. Có 4 số tất cả các bạn. Rất mát luôn các bạn, 4 số rất là mát luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng thoải mái tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Sẽ là 520.000 cho một con áo điều hòa như này. Các bác lên cho em là áo điều hòa 520.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cục pin này. Một cục pin như này. Đấy, hai quạt này, một dây cáp kết nối với quạt và một cái bộ củ sạc như này nhá. Đấy, nguyên một cái bộ củ sạc như này thôi, các bác mua một cái bộ củ sạc như này thôi đã phải mất hàng trăm nghìn rồi. Thế mà đây combo cho các bác luôn, chọn bộ. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Áo thì nó sẽ là thuộc dạng áo dàn di như này các bác này. Thuộc dạng áo dàn di và có lưới như này nhá, có lưới như này. Đấy. Bên em có cỡ ML và XL, ML và XL. Đó. Chất liệu của nó thì màu dàn di của quân đội Nhật rất là đẹp như này các bác này. Màu dàn di quân đội rất là đẹp luôn. Chất vải của nó thì cực kỳ là đẹp, máy trần kỹ các bác nhá. Lên cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 550.000. Lên mã giúp cho em đó là áo điều hòa này. Đó. Áo điều hòa. Áo điều hòa nhá. Áo điều hòa giá sẽ là 550k các bạn, 550.000 cho cái bộ áo điều hòa như này. Rồi ok. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục các cái mã giảm giá cực sốc cho các bác luôn. Đó, mã tri ân, mã giảm giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có vài k trên một sản phẩm thôi các bác nhá. Lưu ý các bác đang còn không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp các bác này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Đó, kẹp đơn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 ba cái, đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. 20.000 sẽ là 5 chiếc nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Đấy, lên mã cho em là kẹp đơn nhá. 20.000 cho 5 chiếc như này. Và bác nào mua số lượng là từ 10 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 11 chiếc nhá. Đấy, bên em sẽ bán là 40.000 11 chiếc, còn mua 20.000 sẽ là 5 cái. Lên mã giúp cho em đó là kẹp đơn, kẹp đơn. Đó, lên cho em là kẹp đơn nhá. Đó, kẹp đơn này. Giá của nó thì đợt này về cho bác giá tốt nhá. 20k này sẽ là bằng 5 cái nhá, bằng 5 cái. Và 40k nhá, 40k thì sẽ là 10 cái. 20k này là bằng 5 cái nhá. Đó. Và 40k, đấy, 40k thì sẽ là 10 cái và tặng thêm 1. Đấy, 40k thì sẽ là 11 cái nhá. Đấy. 10 cái tặng 1 tức là 40.000 là 11 chiếc, còn lại là 20.000 thì sẽ là 5 cái nhá. Bác nào mua cả 10 cái thì bên em sẽ tặng 1. Đó, 10 cái tặng 1 đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này, một là màu trắng, hai là màu xanh, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Cái màu này thì nó không quan trọng lắm. Đấy, đây các bạn này, cái này thì kẹp cực kỳ là chắc và kẹp cực kỳ ngon luôn đây các bạn này. Đấy, kẹp rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để phơi quần, phơi áo, phơi đồ rất là tiện luôn. Đấy, hoặc là kẹp những cái quần áo đơn giản ở trong tủ nhà mình. Đấy, nó bằng lò xo cứng như này, dùng rất là thích, inox sáng bóng đẹp nhá. Lên cho em là kẹp đơn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái này là cái gì nhỉ, que hàn nhiệt nhá. Đấy, thì nó sẽ là 25.000 cho một túi như này. Một túi này bao gồm 3 cái này. Đấy, khi mà nó vận chuyển đến thì cái này nó rất là giòn, thế nên nó có dấu hiệu là bị gãy. Đây, em chạm nhẹ nó đã gãy rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Tại vì báo thẳng với các bác luôn là khi các bác nhận hàng thì có thể nó sẽ bị gãy nhá. Thì các bác hết sức thông cảm thôi. Cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ là nó sẽ gãy rồi, nhưng mà cái này dùng nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình gọi là hàn vào các cái vị trí nào đó mà nó bị thủng này, bị thấm rột này. Đấy, hàn nhôm, hàn sắt, hàn đồng, hàn chì đều được hết nhá. Các bác chỉ cần lấy máy lửa mà đốt vào xong. Đấy, cái này nó rất là giòn, chạm nhẹ nó gãy rồi. Cho nên là các bác cũng thông cảm cho em thôi. Đấy, nói thẳng luôn các bác là khi các bác nhận được hàng là nó sẽ bị gãy nhá. Nó sẽ bị gãy, không tránh khỏi đâu. Thì cái gãy này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhá. Lên cho em là que hàn nhiệt. Que hàn nhiệt nhá. Đấy.
que hàn nhiệt giá sẽ là que hàn nhiệt này, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trên một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ gia dụng trong nhà. Bạn có nhu cầu mua bấm vào giỏ hàng cốc trải nhé. Nếu bạn không phải một thợ hàn chuyên nghiệp xài cho mình sản phẩm này. Đây là loại vật liệu hàn nhiệt độ thấp. Ở nhà có mấy cái nồi bị hỏng có thể đem ra sửa. Nó có thể hàn vàng bạc đồng sắt nhôm. Khi dùng chỉ cần dùng bật lửa đốt là được. Nó được hàn bằng cách tự đốt cháy. Vận hành đơn giản hiệu quả cao. Có thể hàn được đa số đồ. Đấy, rất là tiện luôn nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp và an toàn cho cả bà mẹ và trẻ em luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Đây. Đấy, an toàn cho cả bà mẹ trẻ em nhá. Combo của cho các bác là sẽ là một đèn sông tinh dầu như này và có tới cho các bác là 4 lọ tinh dầu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ, thì có cho các bác là 120.000 cho một con đèn sông tinh dầu này thôi. Đấy, các bác xoáy cái lọ tinh dầu này vào cho em này, bật nút này lên này, cắm điện bật nút lên là xong nhá. Không dùng thì các bác lại tắt đi cho em. Đó. Và ngày đầu tiên thì các bác cứ dùng cho em liên tục trong vòng 3 ngày đầu tiên nhá. Còn tiếp theo thì các bác cứ tầm khoảng 4 giờ chiều các bác bật lên cho em, và đến lúc nào đi ngủ thì các bác tắt đi là nhà bác sẽ không còn một con muỗi nào luôn. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi nhá, hàng của thương hiệu Wanza của Nhật các bác nhá. Đó, giá thì gì? Có cho các bác là 120.000 mà có tới 4 lọ tinh dầu luôn. Đấy, lên cho em là sông tinh dầu muỗi này, sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái bộ đèn sông tinh dầu muỗi như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tẩu thuốc các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu thuốc như này, thì các bác có thể dùng rất là tiện và đa di năng luôn này. Đấy, đây một cái tẩu thuốc như này, cái thân của nó thì bằng nhựa và sơn giả đồng nhá. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa chịu nhiệt, và còn cái đầu tẩu này bằng đồng này, đầu tẩu này bằng đồng thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mấy nhỉ, 70.000 cho một cái tẩu thuốc như này nhá. Cái đầu này thì nó sẽ là bằng kim loại này, bằng kim loại và có gioăng giết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, các bác lên xem là tẩu thuốc nhá, giá sẽ là 70.000. thì các bác có thể dùng để hút thuốc lào, thuốc lá hoặc là dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện này các bác này. Đấy, đây thuốc lào thuốc lá chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. Lên mã giúp tiên là tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc giá sẽ là 70k. Đó, tẩu thuốc này giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000 cho cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ khăn lau bếp nhá. Một bịch này của nó thì sẽ bao gồm là 10 chiếc khăn lau bếp như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông nhá, thấm hút cực kỳ là tốt luôn. Các bác thì dùng lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em là khăn lau bếp, bên em gọi chung nó là khăn lau bếp. Giá thì chỉ có 30k trong một bịch như này thôi. Một bịch là 10 chiếc. Đấy, nhà bác nào có đình đám cỗ bàn mua cái này cho em 2-3 bịch dùng thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau bếp, giá sẽ là 30k nhá, 30k. Bỏ cho anh kia hai cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái rổ vuông, cả cái đèn kia luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Bao gồm cho các bác là 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Đấy, 3 đôi như này các bác này. Đấy, 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi như này nhá. Tính ra vào có 30.000 một đôi thôi. Thì nó sẽ là một chậu và một rổ như này. Chất liệu của nó này, nhựa này là nhựa siêu mềm luôn các bác nhá. Nhựa siêu mềm, nhựa Việt Nhật luôn. Dùng rất là thích các bác này. Đấy, bóp vào ấn ra thoải mái luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông, hàng của Việt Nhật nhá. Rổ vuông này. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cầm anh cái mài ba khe kia luôn. Mài dao ba khe đầu bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là mài đầu bếp này, hàng của Asaka Japan của Nhật nhá. Con mài đầu bếp như này thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con mài đầu bếp như này. Đấy, thì nó sẽ là dòng ba khe như này, 1 2 3. Đấy, như bên em về nó có hai mẫu, một mẫu là hàng cao cấp và một mẫu là hàng chuyên dùng cho nhà hàng nhà bếp này. Đấy, nhà hàng nhà bếp thì con này sẽ là 40.000. Đấy, thì các bác lên cho em con này sẽ là mài đầu bếp 40.000 nhá. Ngoài ra thì có một con hàng cao cấp của Nhật đây. Đấy, Katashiwa Made in Japan, hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp dùng cho cao cấp dùng cho phổ thông nhá. Đấy, rất cao cấp cho các bác luôn. Đấy, dùng cho VIP rồi các bác này. Đấy, đây, Katashiwa Made in Japan. Con này thì các bác lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Mài ba khe đỏ, ba khe đỏ nhá. Ba khe đỏ, giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Con này thì hàng cao cấp, giá 130.000. Còn con này thì chuyên dùng cho các nhà hàng đầu bếp, khách sạn nhà hàng. Đấy, thì lên cho em là mài đầu bếp, giá sẽ là 40.000 nhá, cũng đều là hàng của Nhật hết. Thì con này nó chuyên dùng trong các cái
nhà hàng khách sạn, đầu bếp mà, tiếp theo là mài đầu bếp. Mài đầu bếp này giá sẽ là 40k nha, 40k cho con mài đầu bếp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là một cái cái này là cái gì nhỉ, chân đỡ đa năng các bác nhé, chân đỡ đa năng. Thì con này các bác dùng để mình đỡ máy giặt này, rồi tủ lạnh, rồi nói chung là đa di năng luôn. Các bác có thể nâng lên hạ xuống. Ở những cái mặt bằng mà các bác bị hạn chế chiều, cái độ thăng bằng nó không bằng nhau, thì các bác đặt cho em. Đặc biệt là máy giặt này, rồi máy giặt này, rồi là giường, tủ, bàn, ghế đều đỡ được hết nhá. Đấy, sức nặng của nó là lên tới hàng tạ luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây, đấy các bác này, đấy thì các bác có thể để tủ lạnh này, hoặc để máy giặt này, hoặc là các cái đồ đoàn, giường, chiếu cũng đều kê ok hết nhá. Một bộ này của nó thì 4 chiếc, để các bác kê tủ lạnh, kê bàn, kê ghế đều được hết nhá. Giá thì sẽ là, cái bộ đỡ này là bao nhiêu đây? Dạ, bao nhiêu cái bộ này? Chân đỡ đa năng này, chân đỡ đa năng nhá, chân đỡ đa năng giá sẽ là 50k cho một cái bộ chân đỡ đa năng như này, bao gồm 4 chiếc, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có video thực tế đây các bác này. Đấy, nó rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái chân đỡ như này các bác này, bộ của nó bao gồm 4 chiếc, thì các bác có thể dùng để mình đấy, để chân tủ lạnh này, rồi tủ lạnh, máy giặt, rồi các cái đồ mà các bác cần kê lên, chịu lực tốt luôn. Chiều cao tối đa của nó sẽ là 12cm nhá. Đó, chịu lực tốt, chống rung rất là tốt luôn. Đấy, giá thì rất hợp lý, chỉ có cho bác là 50k một bộ này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái đèn gậy nhá. Đèn gậy giá sẽ là 140.000 cho một con đèn gậy như này. Nguyên cái hộp của nó đã là xịn sò rồi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cáp sạc và một cái sạc ngoài luôn các bác này, một cái đầu sạc ngoài như này, một cái củ sạc ngoài như này các bác này. Đấy, đây là cái chân sạc của nó này, rất tiện ích luôn nhá. Cái này không phải đâu các bác nhá, cái này là ở bên ngoài này, không liên quan đâu. Nó chỉ có cho các bác một cái chân sạc này thôi. Chân sạc này về các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm ở đây cho em. Đó, cắm ở đây này. Đấy, đây nó báo pin nhiều các này. Đấy, nó báo pin ngược lại đấy. Thì ở đây nó sẽ là một cái chân sạc như này, thân của nó bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ có cho các bác bao gồm là ở ngoài đấy, ngoài đây một túi. Một đôi pin như này thôi, một đôi pin như này, cả hộp cả thùng. Một đôi pin này. Đấy, một đôi pin này. Đấy, rất tiện ích các bác này. Và ở đây thì nó là một đôi pin kép luôn, hai viên pin 18650. Đấy, rất sáng các bạn. Con này thì các bác có thể dùng để trên ô tô này, vừa làm gậy để mình phòng bị rất là tốt này. Đấy, rất sáng các bác nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu nhá. Đấy, rất tiện cho các bác luôn. Đó, đặc biệt là các bác nào hay đi ô tô này, hoặc đi ngoài đường này, cần dùng một cái đèn có cái độ sáng là tương đối này và an toàn, dùng để làm vũ khí nhá. Đấy, dùng gọi là các bác dùng để phòng thân đấy. Thế nên là em gọi nó là đèn gậy, thì các bác có dùng rất tốt luôn này. Đấy, quánh đập này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn gậy nhá. Đèn gậy 140k cho một con đèn gậy như này, rất tiện ích luôn này. Lên cho em là đèn gậy, giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Rồi ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đó là bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Ổ đúc cao su thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là phích cắm này, ổ đúc này. Đấy, và có dòng 3 chân và dòng 5 chân. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Và nếu mà dưới 200 thì các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì đây nó sẽ là có cái dòng ổ 3 chân, ổ 5 chân như này nhá. Đấy, ổ 3 chân, ổ 5 chân đều có đèn báo hết cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân đều có đèn báo hết, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. 3 chân, 5 chân có đèn báo hết như này. Đấy. À xin lỗi các bác, là con 3 chân thì sẽ có đèn báo nhá, và con 5 chân thì không có đèn báo này. Ưu điểm của nó thì nó sẽ là bằng cao su non các bác, bằng cao su non như này. Bên trong của nó thì 100% là lá đồng hết nhá. Đấy, đồng đỏ au luôn, đồng đỏ au luôn. Đó, thì cái giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k cho cái ổ đúc cao su non như này nhá. Lên cho em là ổ đúc cao su non, giá sẽ là 50.000 các bạn, 50.000. Còn cái phích cắm này thì sẽ là 20k trong cái phích cắm như này nhá. Đấy, nếu các bác mua cái phích cắm này thì giá sẽ là 20.000 trong cái phích cắm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp được luôn, và nó rất là an toàn nhá, rất là an toàn này các bác này. Đấy. Lên cho em là ổ đúc cao su non nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn xoay nhá. Các bác lên cho em là đèn xoay. Con này thì các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em là xong, cắm trực tiếp điện 220 vào đây, rất là tiện luôn, có ổ cắm như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào là nó xoay rất là đẹp luôn. Và cái giá thì chỉ có 60k trong con đèn xoay này thôi. Đấy, đây các bác này. Đấy, cắm điện vào là nó sẽ xoay như này, rất là đẹp này. Đấy, các bác có thể chiếu gần, chiếu xa này, chiếu xuống đất này, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, cho pha ra thì nó lại rộng ra như này, rất đẹp luôn. Đấy, một con đèn xoay như này, và mình cứ để này là nó xoay thôi. Các bác cắm trực tiếp điện vào cho em. Đấy, có thể xoay lên trần hoặc là xoay xuống đất như này, rất đẹp nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi.
lên mã giúp cho em là đèn xoay nhá, đèn xoay giá sẽ là 60k cho một chiếc đèn xoay này, rất tiện ích luôn nhá, 60k một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Các bác cứ cắm điện trực tiếp vào cho em và có hai công tắc như này, các bác chỉ cần nhấp này là xong. Đó, chức năng chính của nó là đuổi muỗi, rất là tốt luôn. Giá đây sẽ là 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 45k. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị long ben hắc lào nhá, long ben hắc lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ long ben hắc lào này. Các bác dùng con này thì cực kỳ là mê ly luôn quá. Đấy. Bác nào đang bị long ben hắc lào rồi nấm ngứa thì dùng con này cho em, rất là tốt luôn. Đó. Bôi vào thì nó dịu mát và giúp cho các bác. Bác nào đang bị long ben hắc lào bôi nó rất là tốt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một lọ long ben hắc lào này thôi. Dùng thì khá là tiện ích luôn và rất là hợp lý để cho các bác sử dụng khi mà mình bị các bệnh ngoài da như là long ben hắc lào hoặc nấm ngứa thì dùng con này cho em đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một kia trong cái hộp như này các bác nhá. Đấy, trong hộp long ben hắc lào này. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp tục các sản phẩm lót giày quế chống hôi chân, chống nấm mốc rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đôi lót giày như này. Giá thì đang trân trọng thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 10k thôi. 10k cho một cái đôi lót giày như này nhá. Giá cực kỳ là Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ở đây thì có sẵn quế cho các bác nhé, có sẵn quế cho các bác luôn, nó tẩm sẵn quế bên trong này rồi. Các bác đi thì nó sẽ là chống nấm mốc, chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 10k thôi nhá. Lên cho em là lót giày quế nhá, lót giày quế này. Đấy. Lót giày quế giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một chiếc như này. 10k cho một chiếc này các bác này. Đấy. 10k trên một bịch như này bao gồm là một đôi nhá, 10k một đôi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, giá thì rất hợp lý nhá, 10.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái cân treo này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi câu, đi kẹo hoặc là đi chợ, đi búa. Hoặc là các bác dùng làm thợ, làm nghề. Đấy mà muốn treo, muốn cân như này rất là tiện luôn. Đó. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một viên pin như này nhá. Pin này thì các bác dùng nó là pin năng lượng mặt trời cho nên là không lo bị hết pin. Còn hết thì các bác ra ngoài hiệu sách các bác mua cho em nó rất là tiện thôi. Các bác cứ ra hiệu sách là có thôi. Đấy lắp vào đây cho em này. Đấy lắp vào đây. Đấy thì các bác lắp đúng chiều cho em nhá. Nếu lắp sai chiều mà đèn nó không lên đây. Đấy thì các bác chỉnh lại cho em là nó sẽ lên thôi. Rất là tiện luôn. Đấy nó sẽ có dây quay đeo như này. Thì các bác dùng để mình cân kẹo các thứ nó rất là tiện. Tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá, 50 cân. Và con này thì nó sẽ có cả cập nhật cho các bác là cả nhiệt độ luôn này. Đấy nhiệt độ luôn. Miền Bắc là đang là 35 36 độ C này, rất là nóng luôn nhá. Đó. Đây. Và các bác bắt đầu cân cho em thôi. Đây. Ví dụ em cân cho bác cái con thước ấy này. Đấy con thước 10 m này. Con thước 10 m này là nặng là 0,26 kg. Đây các bác này. Đấy. Nặng 0,26 kg tức là 2 lạng 6 nhá. Đây, con thước rút từ hãng 10 m này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Con 10 m này thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Ngoài ra thì bên shop có cái loại 5 m và 7 m rưỡi nữa. Con 5 m là 40.000, con 7 m rưỡi là 50.000 và con 10 m thì sẽ là 60.000. Đó, đây các bác này. Đấy, rút ra rút vào rất là tiện luôn nhá. Đấy, thì giới thiệu nhanh cái thước rút như này. Còn cái cân này của nó thì nó sẽ là nhớ này, nó sẽ nhớ số một lúc như này sau đó thì nó sẽ tắt này, hoặc các bác có thể chuyển trực tiếp về không như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo cầm tay như này rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70.000 cho một cái cân treo cầm tay như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân treo này. Cân treo giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái tất của thương hiệu Nike. Đấy một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu cái này có màu đen và màu gì nhỉ? Đấy, màu đen thôi nhá. Đợt này em về thì chỉ còn màu đen thôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một vỉ một hộp bao gồm 5 đôi. Đấy, chiều dài của nó thì khoảng 10 cm là cái chiều cao của cái phần gót này là 10 cm nhá. Đấy. Còn tất này là dòng phổ thông rồi, tất Nike của Nhật. Chống hôi chân rất là tốt luôn. Đó. Một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5 này, đó, tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một cái hộp tất hộp 5 như này. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 và sạc năng lượng mặt trời, có kèm một cái cáp sạc như này.
và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đây, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đó, và có báo pin này các bạn này. Đây có báo pin đây. Đấy, có pin năng lượng mặt trời luôn. Đấy, đang nhấp nháy này là nó báo là đang sạc pin nhá. Đó, rất tiện luôn. Có chế độ là sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu đầy đủ nhá. Đầu tiên là một cái đèn cầu như này, tiếp theo là hai đèn LED hai bên này và tiếp theo nữa là một con pha dọa như này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con đèn cầm tay như này, rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá. Đèn cầm tay. Đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, nó sẽ là một cái đầu như này và nó sẽ có cái hệ hai bánh răng chuyển động. Các bác có thể lắp vào máy khoan, máy cắt, máy mài, lắp vào máy khoan, máy cắt, đặc biệt là đầu máy khoan pin nhá, máy khoan pin. Đây. Đấy, các bác lắp vào cái đầu máy khoan pin, lắp đúng như này cho em này, cắt rất là tiện luôn. Và con này thì giá thì sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho cái bộ sản phẩm này, lắp vào nó sẽ như này cho em. Đấy. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Giá sẽ là 140.000, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đầu cắt tôn này luôn. Em bán rất là nhiều rồi, lắp vào là cắt được luôn. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây bác thấy không? Các bác xem cắt tôn múi này rất ok luôn. Không những là cắt mà còn lượn tôn sóng các thứ được hết nhá. Cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Cái đèn với cái sơn đi luôn. Các bác đang có một cái máy khoan và muốn cắt tôn thì các bác mua nữa. Ngay bộ chuyển sơn. Đổi nhá. Đây các bác về gắn vào máy rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn các bác nhá. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này rất ok. Đấy, cắt lượn sóng các thứ ok luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là đèn và nó giả cái cam mô hình, gọi là nó là cái cam giả thôi. Đấy, nhưng mà nó thực chất nó là một cái đèn và rất là sáng luôn. Cái này thì nó sẽ hết năng lượng mặt trời rồi. Đó, về nhà thì các bác cứ bỏ ra ngoài nắng là nó sẽ có ánh sáng thôi. Thì khi các bác lắp thì lắp cho em cái chỗ có ánh sáng là được nhá. Đó. Con này thì sẽ là 100.000 cho cái đèn cam mô hình như này. Đấy, lên cho em là đèn cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn mang sông nhá, đèn mang sông. Con này là 120.000 cho con đèn mang sông như này. 120.000 các bạn, rất tiện luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Lô này về thì nó lại là ánh sáng vàng. Đấy, em về thì có lô ánh sáng trắng, có lô ánh sáng vàng nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bác này. Đó, có điều chỉnh nhiệt độ như này. Cái này của nó bằng nhựa nhưng mà nó là một cái dòng nhựa fit rất là chắc chắn nhá. Một cái dòng nhựa fit rất chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Có điều chỉnh sáng tối, các bác có thể dùng để decor trang trí phòng ăn, phòng ngủ hoặc là sân vườn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, 120.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá, đèn mang sông rất là đẹp luôn. Đèn mang sông này. Đèn mang sông giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai sơn inox nhá, sơn inox này. Các bác dùng để mình xịt vào các cái bề mặt như là dùng để mình xịt vào các cái bề mặt là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Trước khi xịt lắc đều cho em này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn inox xịn sò luôn. Đó, sơn vào nó sẽ chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt các bác này. Đây. Đấy. Các bác thấy không? Đó, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt nhá. Chuyên để chống rỉ, đặc biệt là các bác dùng ở trong tàu, ngành tàu biển hoặc là các cái thiết bị nhà mình bị rỉ sét ăn mòn. Lên theo là sơn inox, giá của nó sẽ là 80k cho một chai sơn inox như này nhá. 80.000 cho một bịch sơn inox như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 180g và 350ml các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác này, keo vá tường. Đấy, đây nó sẽ là một lọ keo như này. Xoáy ra cho em này. Đấy, sau đó thì các cái phần mà tường bị thấm rột bong chốc các bác bôi lên cho em, bôi lên sau đó thì mình vuốt cho nó phẳng đi. Thế là sẽ có một cái lớp tường mới rất là xịn sò luôn đây các bác này. Đó. Nhà có trẻ em nó chuyên tô vẽ bẩn hoặc là các cái phần tường bị bong chốc bị nứt nhá. Lên trên là keo vá tường giá sẽ là 40.000 các bác này. Keo vá tường chống thấm này ngay, rất đơn giản, chỉ cần nặn một lượng keo vừa đủ, dùng dụng cụ chất tường tặng kèm để tán đều keo là xong rồi. Keo này dùng nhựa gốc Ecosi và chất chắn đặc biệt nên chống thấm, bám dính tốt, giúp phục hồi tường nhà bạn rất nhanh và còn rất an toàn đấy ạ. Link mua hàng chính hãng tôi để ngay dưới đây. Rất là tiện các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đây một con khóa chống trộm như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một khóa này, một vỉ pin như này và ba cái chìa nữa, rất là tiện luôn. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có còi hú thì rất là tiện nhá. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng bình thường thì nó sẽ không kêu nhưng các bác đảo chiều lại cho em là sẽ kêu nhá. Chạm là sẽ kêu các bác này. Đấy. Các bác đảo chiều lại thì nó không kêu nhá. Đấy, và các bác dùng chiều kêu thì nó sẽ kêu này. Đấy.
có người chạm tác động vào khóa là nó sẽ kêu các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, giá thì sẽ là cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 80.000 một con khóa chống trộm như này nhá, bao gồm cho các bác là 3 chìa rãnh này, 3 chìa rãnh, 1 khóa và 1 vỉ pin luôn. Đấy, 1 vỉ pin như này, các bác về các bác thay pin cho em. Thay pin thì thay ở dưới đít nhá, thay ở dưới đít. À, các bác thay pin thì các bác xoáy ốc ra và thay ở dưới đít cho em. Đấy, giá sẽ là 80k. Lên mã cho em là khóa chống trộm nhá. Đấy, khóa chống trộm này, giá sẽ là 80k cho mấy em khóa chống trộm như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo này, băng keo hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, và hàng lại về số lượng và giá rất yêu thương cho bác luôn. Quận nhỏ thì sẽ là 5k nhá, quận nhỏ là 5k đây. Quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to như này sẽ là 10.000 này, quận to là 10.000 này. Còn các bác nào mua theo cân ký thì sẽ rẻ hơn đây. Quận nhỏ này sẽ là 5.000 nhá. Đây, các cái quận nhỏ này là 5.000 một quận này. Quận to này là 10.000 này. Và mua cả cân thì sẽ là 80.000 một cân, còn nửa cân là 40.000. Hàng thì siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền cho các bác luôn. Siêu dai, siêu dính, siêu mỏng, siêu bền và gần như không có lõi nhá. Hàng nội địa của Nhật hết nhá, hàng nội địa của Nhật hết. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Made in Japan đàng hoàng nhá đây các bác này. Hàng của thương hiệu Denka, Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Đấy, Made in Japan nhá. Đây, siêu dai luôn các bác, rất dai, rất dính và băng keo mỏng như này là quấn rất là da luôn các bác này. Đây. Đấy, các bác theo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là một cân là sẽ là 80k một kg nhá. 80k một kg, nửa cân thì sẽ là một nửa tiền. Và quận nhỏ là 10.000 và quận to sẽ là, quận nhỏ là 5.000, quận to 10.000. Rồi, các số hotline bên em các bác liên hệ rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân rồi chống da mồ hôi chân rồi, nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên cho là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 2 chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. 2 chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27-28cm nhá. Có quai cầm như này. Chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mới con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhá. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này các bác này. Đây. Một bộ lưỡi kép như này bao gồm là 4 lưỡi như này nhá. 4 lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. 4 lưỡi sắc bén như này các bác này. Dùng thì rất là thích luôn các bác nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nha. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1 2 3 này. Đấy, một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đấy, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này. Đó, ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy? 25.000 cho một vỉ bàn chải hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy. Vỉ bàn chải giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một vỉ như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mảnh luôn, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em đó sẽ là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy, chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Mắt xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không và các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-185g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá này sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho mấy em cân 5 như này nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé lục giác ba khe mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn các bác nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này để các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã cho em là máy vít nhá. Đấy. Có cả đầu lục giác luôn nhá. Có cả đầu lục giác này.
độc giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá, từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 thì các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này. Mà giá thì cực kỳ rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship nhá các bác. Cứ xem và mua đủ 200 là bên em bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên nó là bên shop về cho bác hai cái mẫu vòi tưới cây tăng áp nhá. Thì nó sẽ có màu đen và màu vàng như này. Đấy. Con màu vàng như này là nguyên bằng đồng này, còn con màu đen này thì lõi sẽ là bằng đồng. Thì các bác lên cho em là vòi vàng hoặc là vòi đồng nhá. Thì bên shop có hai mẫu như này. Đấy. Thì đầu tiên là em sẽ lên cho các bác cái vòi đen nhá. Đấy. Con vòi đen này thì nó sẽ là một cái vòi như này, bao gồm cho các bác là ba cái cút nối các bác này. Đây, cái cút này để các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này. Đấy, còn đây là hai cút nối trực tiếp ở đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ các bác có thể dùng để thay tháo này, cái này nó hỏng thì mình dùng để thay, tức là nó sẽ có cho các bác là hai con, một con thì các bác dùng sơ cua. Còn con này thì các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước cho em, đầu của cái nguồn đầu vòi nước đây. Nó đúng như trên video này các bác này. Đây. Đấy, cái này là để các bác kết nối với các cái gen của các nguồn nước này. Đây nhá. Đấy là cái con ngắn này. Con ngắn này là để kết nối với các cái đầu nguồn nước như này. Còn cái con dài này để các bác kết nối với hai cái đầu nguồn nước. Đấy, hai đầu nguồn nước nhá, đầu ra và đầu vào. Hoặc nếu các bác có đầu vào rồi thì các bác để sơ cua như này. Đấy. Thì các bác lên cho em đó là vòi tưới cây đen nhá, vòi tưới cây đen. Con này thì giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây đen như này. Đấy. Lên cho em là vòi tưới cây đen, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Vòi tưới cây đen này, vòi tưới cây này. Đó. Vòi tưới cây đen giá sẽ là 50k nhá. 50k cho bộ vòi tưới cây đen như này. Con này thì nó sẽ là dòng vòi tăng áp nhá. Tăng áp giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Bên trong của nó thì là bằng đồng như này. Đấy, đầu ti bằng đồng như này nhá. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Còn vòi tưới cây đen này thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là vòi tưới cây vàng nhá. Con này thì nó cũng bằng đồng luôn. Đấy, cũng bằng đồng và nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cái đầu này để các bác chỉnh áp này, đầu này để các bác chỉnh áp cho em này. Đấy, đầu này chỉnh áp này. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu gen để các bác kết nối với nguồn nước này. Còn đầu này là kết nối với đầu vòi này. Đấy, thì nó bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai món như này. Và giá thì sẽ là 40k nhé, 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi tưới cây vàng nhá. Đấy, vòi tưới cây vàng. Hoặc là các bác lên cho em là vòi vàng, vòi đen là được nhá. Đấy. Thì con vòi vàng này sẽ là vòi vàng này là 40.000 nhá. Lên cho em là vòi vàng này. Đấy, vòi vàng. Giá sẽ là 40k nhá, 40k. Còn con này thì các bác lên cho em là vòi đen này. Đấy. Vòi đen, giá sẽ là 50.000. Vòi đen là 50k nhá. Đấy. Vòi đen là 50.000 các bác này. Đấy, con này sẽ là vòi đen 50.000 và con này thì sẽ là vòi vàng 40.000 các bác nhá. Đấy, các bác lấy đen thì lấy vàng thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá. Đây, nó sẽ là một cái mã đốc sạc kèm pin như này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đốc sạc. Đây, một cái đốc sạc như này. Một đốc sạc như này và kèm thêm cho các bác là 4 viên pin. Pin này thì các bác có thể lắp vào đồng hồ này hoặc là các bác lắp vào cái mic karaoke đều được nhá. Đấy, lắp vào đồng hồ hoặc lắp vào mic karaoke. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Bên mã giúp cho em là đốc sạc pin đồng hồ này. Đấy. Đốc sạc này. Pin đồng hồ nhá. Pin đồng hồ. Giá sẽ là 65k. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ nhá. Đấy, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này. Con này thì các bác cho dầu vào để mình đốt nhá. Đây. Đấy, cho dầu vào để mình thắp. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai. Cái này là một cái quai đeo này. Đấy, một cái quai đeo như này, quai sách như này. Đó. Và đây thì có cái bấc để các bác điều chỉnh này. Đấy, bấc điều chỉnh này. Và đây thì sẽ có cho các bác là một cái nắp như này. Các bác xoáy cái nắp này ra, mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt vào đây. Đấy, dầu diesel, dầu đốt ấy, cho vào đây thôi, đậy nắp lại cho em. Thì các bác châm lửa thì mình chỉ cần kéo cái lẫy này lên gạt ra để mình châm này. Gạt thế này mình châm cho nó thì mình lại đậy nó vào. Và khói nó sẽ tự bốc lên ở đây. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ nhá. Màu đồng giả cổ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu này 130k nhá. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá sẽ là 130k cho cái mã đèn dầu như này, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít đen nhá, tô vít đen. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít đen trợ lực này, một đầu tô vít như này. Đấy, và sẽ kèm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau nhá, 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn nhá. Có đảo chiều các bác nhá. Đấy. Vừa xoáy nhanh vừa đảo chiều được luôn thì nó rất là tiện các bạn. Đấy.
các bác có thể dùng để xoay nhanh đảo chiều cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít đen. Con này thì giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen như này nhá. 60.000 cho một cái bộ vít đen như này các bác này. Con này thì rất là tiện dụng và đa di năng luôn. Nó sẽ có cho các bác là 12 đầu vít với lục giác tròn 3 khe đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá, giá sẽ là 60.000. Đó, các bác lên cho em là vít đen này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60k. Trợ lực giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái con vít đen trợ lực như này. Đó, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đèn này. Đầu tiên nó sẽ là một con đèn wifi như này nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn wifi như này. Con này thì bên shop lên là đèn wifi, giá sẽ là 130.000 các bạn. 130.000 cho con đèn wifi như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, và riêng ưu điểm của con này thì nó sẽ là hàng của Đức này. Đấy, made in Germany, hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, hàng Đức xuất cho thị trường Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, đèn thì pha rất là rọi và sáng luôn đây các bạn này. Pha của nó đây, rất là rọi và sáng luôn các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt qua này nó sáng, gạt qua này nó tắt thì rất là tiện luôn. Đó. Gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Đèn wifi này, lên cho em là đèn wifi. Đèn wifi 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Đèn phễu này. Đấy, nó sẽ là hình một cái phễu như này và cũng có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, con này thì nó sẽ có cáp sạc dây quai đeo đi kèm luôn và rất là sáng các bạn. Đấy, và có cả chân sạc ra cho điện thoại này, chân sạc ra đây. Đấy, và có báo pin luôn các bác này. Con này thì siêu sáng luôn. Có chế độ cho các bác là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đấy, rất sáng các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác trông này. Đấy. Ban ngày mà pha của nó như này thì ban đêm thì nó sáng rất là khủng khiếp luôn. Đó, các bác thấy không? Và nó rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng để cầm tay hoặc là đội đầu đều được hết nhá. Đây, nó có dây cho các bác này. Đấy, thì các bác có thể cầm tay đội đầu và có thể điều chỉnh như này, rất là tiện luôn. Bên trong của nó có tới 2 quả pin 18650 nhá. Dung lượng pin của nó cực kỳ là lâu luôn. Chế độ sáng mạnh, sáng vừa đây. Đấy, có 2 chế độ như này. Lên mã giúp em là đèn phễu nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, chưa đến 100.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp em là đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên cho em là đèn phễu này. Đó. Đèn phễu, giá của nó sẽ là 95k thôi. 95k cho một con đèn phễu như này, rất tiện ích các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái quả bóng đèn 4 cánh mini như này. Đấy, khi giả ra thì nó vào khoảng là gần 20 cm và 4 cánh, công suất của nó là 27W, khá là sáng luôn. Đó, đây công suất mặc định của nhà sản xuất là 28W này. 28W nhưng mà lại nhỏ gọn và rất là sáng luôn, và nó bằng led cho nên là rất là tiết kiệm điện nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40k. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh mini. Đấy, đèn 4 cánh này, 4 cánh mini. Đấy, gấp gọn được này, gấp mà nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Giá sẽ là 40k nhá, 40.000. Đấy, nó cũng chỉ bằng một cái bóng thường thôi nhưng mà hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh các bác này. Đấy, ví xanh. Thì đây nó sẽ là một cái con ví để các bác sử dụng để mình vệ sinh móng tay chân. Đấy, nó màu xanh, em gọi nó là ví xanh và nó gọn như một cái ví. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái cắt móng tay này, một con to này, một con cắt trẻ em này, một con nhỡ và một con lệch này để các bác cắt khóe này, một cái bộ nạo gót chân này, rồi rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Giá thì bên shop có cả lấy giấy tai thứ nhá. Đấy, lấy giấy tai rồi nặn mụn rồi, nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ ví xanh này thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh, giá sẽ là 100.000, đầy đủ rất là nhiều chi tiết, nó có hàng tới mấy chục chi tiết như này cho các bác sử dụng nhá, rất là đa di năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh này. Đấy, ví xanh giá sẽ là 100k, 100k cho cái bộ ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Găng tay lao động thì có màu đen, màu xanh, màu ghi. Đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là tiện ích luôn. Thứ nhất là nó là dệt 5D nhá, cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác đeo mà không bao giờ sợ bị bí nhá. Đấy, rất là thoáng luôn. Bên dưới này thì có cái lớp cao su chống trơn trượt này, bên trên này thì dệt thoáng khí này và độ co giãn rất là tốt này, tay to tay nhỏ sử dụng được hết nhá, và rất là ôm luôn, nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác dùng cảm giác nó như thật luôn, kể cả em cầm bút em viết cũng vẫn là ok này. Đấy, thì bên shop bán theo các bác lên cho là găng tay lao động nhá. Bán lẻ thì nó sẽ là 5 đôi là 40k nhá. Đấy, 5 đôi là bằng 40k này. Đấy, còn một bịch là 12 đôi luôn. 12 đôi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Đó. Thì các bác có thể là mua 5 đôi cũng được, mà mua cả một bịch luôn. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi nhá. Một bịch này là 12 đôi này, giá sẽ là 70.000. Thì các bác mua combo thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, mua cả bịch này thì rẻ hơn, chỉ có 70.000 thôi, 12 đôi luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm như này. Đấy, một cái đèn đựng trong hộp nhôm như này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một dây đeo này, một dây đeo, một cáp sạc này. Đấy. Con này thì nó sẽ có nam châm hít này, có nam châm hít luôn và có cho các bác là cả bật lửa luôn. Đây là cái chân sạc vào này. Đấy, đây, đèn thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy và đèn đỏ cảnh báo này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Để các bác dùng khi mà mình đi xe đi ngoài đường hoặc là các bác dùng làm thợ làm nghề, có cả chân để này các bác này. Đấy. Và con này sẽ có cái bật lửa này, có cái nút đây. Các bác dùng bật lửa thì mình giữ lì cho em là lửa nó sẽ lên này. Đấy, đây là đèn này. Còn bật lửa thì các bác giữ lì cho em là nó sẽ lên này. Đấy, giữ lì sẽ lên. Đấy, lửa đỏ chưa? Đấy, và các bác ấn này là nó sẽ tắt này. Rất là tiện không nhá. Đó, rất tiện luôn. Ấn giữ này là nó sẽ tắt này. Và các bác cứ giữ lì là nó sẽ lên, giữ lì nó tắt. Đấy, các bác lên cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đấy, một con đèn đựng trong cái hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Đèn hộp nhôm nhá, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đây, nó sẽ là cái hộp 5 mũi khoan tháp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp như này. Và hộp 5 mũi khoan tháp như này giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn, kèm cho các bác một cây lấy dấu nhá, kèm một cây lấy dấu luôn. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan. Con này thì để lấy dấu các bác này, giấy lấu các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn. Đây. Đấy. Nhấp này cho em là có dấu luôn nhá. Đó, thì nó sẽ là một cây lấy dấu và bốn cái mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. Đây, bốn mũi khoan tháp thép gió phủ titan. Con to nhất này là 3/2 này và con nhỏ nhất này thì nó vào khoảng là 1 cm nhá, 1 cm. Đó, còn các bác có thể cái đầu mũi này thì nhỏ nhất nó sẽ là 4 ly nhá. Các bác có thể dùng là khoan thép, khoan sắt, khoan inox, khoan nhựa, khoan gỗ đều được hết nhá. Đấy. Đây, bộ 5 mũi khoan tháp như này giá sẽ là 180k. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 khoan tháp này. Đấy. 5 mũi khoan tháp này kèm lấy dấu nhá. Kèm lấy dấu luôn. Đó, kèm lấy dấu. Giá sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu 180k thôi. Giá siêu tốt luôn, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đồng của Đức nhá, khóa đồng Đức như này. Combo cho các bác thì một ổ khóa sẽ bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, hàng made in Germany này. Đấy, hàng của Đức chữ khắc chìm luôn nhá, made in Germany. Đó, đây thì nó sẽ là dòng chìa của nó là chìa tròn nhá và có thêm 4 chìa luôn thì các bác dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Chìa tròn và 4 chìa luôn, dùng rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, dòng này thì dòng là chống trộm, chống cắt cho các bác luôn nhá. Chống trộm, chống cắt, chống chống han gỉ, chống ăn mòn nhá. Rất là tốt luôn. Đấy, thì nó sập vào khóa như này rồi thì nó phủ hết như này, các bác không lo bị trộm nó thò cái kì mà nó cắt được rất là to luôn. Đấy, chống nắng, chống mưa thoải mái luôn và chống làm giả chìa luôn nhá. Đấy, chìa của nó là thuộc dạng là chìa tròn như này thì nó chưa có cái phôi để làm giả, thế nên là rất là tiện ích luôn. Combo cho các bác một bộ khóa như này bao gồm 4 cái chìa liền các bác, 4 cái chìa liền. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130k nhá. Lên cho em là khóa đồng Đức, giá sẽ là 130.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn để cho các bác có thể mua về để mình sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ bật lửa các bác này. Đấy. À xin lỗi các bác, là đồng hồ bật lửa đúng không? Đấy, giá sẽ là 100.000 cho con đồng hồ bật lửa như này, về nhà các bác tự bơm ga mà cho em. Đấy, 100.000 một chiếc nhá. Đấy. Thì lô này về nó sẽ có thêm cho các bác là màu đen nữa, màu đen như này. Đấy, màu đen vàng và màu gỗ vàng nhá, màu gỗ vàng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, hoặc là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên, các bác không chọn màu thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ bật lửa này, vừa đồng hồ vừa bật lửa luôn. Đây, đồng hồ chạy bình thường này. Đó, các bác thấy không? Đồng hồ chạy nhá. Và các bác nhấp này thì nó sẽ có đèn lên này. Còn các bác bật lửa thì ấn mạnh, còn mình muốn xem đồng giờ thì mà ban đêm thì mình chỉ cần nhấp này là xong. Đó. Giá thì sẽ là 100k cho con đồng hồ bật lửa như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ bật lửa, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu túi da bò này. Túi da bò thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là túi da bò màu nâu đây, túi da bò màu nâu như này. Con này là túi vuông nhá, túi vuông, chất liệu 100% là da bò tự nhiên. Cho các bác test thoải mái luôn, lấy mấy lửa đốt cứ đốt vào cái giữa này cho em này. Đấy. 100% là da bò tự nhiên luôn. Đây, các bác xem này. Đấy, nếu da bình thường mà cào như này là nó sẽ xước nhá, còn da bò thì yên tâm. Đấy. Con này thì các cái phần tay khóa này đều là bằng đồng hết này. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. Chiều cao là 25, chiều rộng là 20 và nó sẽ có ngang này là 20. Còn chiều dày của nó là khoảng 10 cm. Và nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bên ngoài này, một ngăn phụ bên ngoài này. Tiếp theo một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa này. Và kèm thêm cho các bác là một ngăn chính to này. Ngăn chính to này thì con này nó sẽ có cho các bác là có cả dây đeo bên trong này nhá. Đây, da bò tự nhiên nó như này các bác này. Đấy, da bò nguyên miếng nó như này các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, về nhà các bác đốt thoải mái chứ. Đốt tránh cái chỗ ấy ra được.
đánh cái chỗ chỉ với chỗ khóa này ra. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 cho con túi vuông. Đấy, con túi chéo này thì sẽ là 140.000. 140.000 thì cái túi chéo này các bạn này. Đấy, túi chéo này cao khoảng 25, cũng chiều ngang khoảng 20. Đấy, rộng thì banh hết ra thì nó vào khoảng 10 đến 12 cm. Đó, để các bác đeo chéo trước ngực nhá. Đeo chéo trước ngực thì rất là an toàn luôn, hoặc đeo ra sau lưng thì các bác dùng để mình đựng giấy tờ, điện thoại, iPad hay cũng các thứ luôn. Con này thì túi chéo 140.000. Còn con này nó sẽ là con túi hông này. Các bác dùng để mình đeo về hông đằng trước, đi chợ, đi búa này, mua bán kinh doanh này, hoặc là bán hàng, bán quán mà cần phải đựng tiền này, đựng vào đây cho em. Rất là ok các bác đi du lịch này. Đi du lịch bỏ điện thoại với các cái loại giấy tờ ví tiền đằng trước này cực kỳ an toàn luôn, đeo vào bụng này cho em. Có dây đai như này. Các bác có thể tùy chỉnh nhá. Giá thì sẽ là 130.000 cho con túi hông này nhá. Con túi hông này là 130.000. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Hôm nay thì bên shop sẽ có một cái số mã giảm giá 70% cho các bác nhé. Đó, 70 đến 80% luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là cái cây gãi lưng các bác này. Cái này các bác có thể rút ra như này. Chiều dài của nó vào khoảng là 40 cm. Đó. Và cái đầu này của nó thì nó là bằng sừng nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn, và cái thân này bằng inox có quai đeo như này. Con này thì bên shop đang bán là 30k. Hôm nay thì sẽ xả kho tri ân cho bác, giá chỉ còn là 10k thôi. Lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gãi lưng này. Đó. Gãi lưng, giá của nó sẽ là 10k nhá. Đấy, chỉ có 10k cho một em gãi lưng như này thôi. Đấy, thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác có thể vòng về đằng sau để mình gãi kỳ cọ này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Bằng inox sáng bóng đẹp. Các bác có thể treo lên cho đó thì lúc nào mình cần dùng thì mình rút nó ra như này cho em. Đó. Lên mã giúp cho em là gãi lưng nhá. Giá của nó sẽ là 10.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái búa vàng nhá, búa vàng. Con này thì bên shop đang bán là 101, đợt này về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng nhá. Búa vàng này. Đó. Búa vàng, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con búa vàng như này, chỉ có 80.000 thôi. Giá siêu tốt luôn. Con này ở đây thì bên trong của nó sẽ là một con búa có kèm một con tô vít như này các bác này. Đấy, một tô vít như này. Và đây thì con tô vít này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu này nữa này. Đấy, một cái đầu tua vít nhỏ này nữa này. Đấy, một đầu tua vít nhỏ như này. Rất tiện các bác, thấy không? Đây. Đấy, và rất nhiều các cái đầu vít khác nhau nữa các bác này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình lắp đặt cho em này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và con này thì nó bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Rất đẹp các bác, bằng đồng như này rất là đẹp và rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là búa vàng này, rất tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một con búa như này. Các bác có thể dùng để mình làm thợ kim khí này, làm nghề hoặc mua để siêu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó, làm thợ kim khí làm nghề. Lên cho em là búa vàng, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Đấy, cái này nó là thuộc dạng là cưa dây xích. Đấy, con này bên em đang bán là 30.000. Đợt này cũng về cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 20k cho một con cưa dây xích như này. Đấy, cưa dây xích như này nhá. Đấy, lên cho em là cưa dây xích này. Đây nó sẽ là một cái cưa rất là tiện ích luôn. Hai đầu của nó là có cái quai cầm như này. Đấy, có cái móc như này. Đấy, và dây của nó là được đai kẹp trì cái thứ rất là chắc chắn luôn này. Đấy, đai kẹp nhôm như này. Và đây nó sẽ là một cái dòng cưa rất là tiện ích này. Các bác có thể dùng để cưa ống nước này, cưa các cái cây cảnh, rồi nói chung là đa chức năng hết nhá. Đấy, con này thì nó cưa cũng đa chức năng cho các bác luôn. Giá thì chỉ đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ còn có cho các bác là 20k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, cưa dây xích này. Cưa dây xích, giá của nó sẽ là 20k. 20.000 cho một cưa dây xích này. Đấy, ví dụ những cái phần ống nước này các bác không cho máy móc vào được này, mình cưa bằng tay cho em rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Con này nó là cái dòng siêu tiện dụng luôn. Đấy, mình cưa này, sau đó thì mình lắp đặt ống vào cho em là xong này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành đều được hết nhá. Đấy, cây gỗ, cây giếc các bác có thể dùng mình cưa nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây, cưa cây gỗ cho các bác xem này. Đấy, đây là cưa ống nước này. Còn cưa được cả cây gỗ, cây giếc luôn, nói chung là rất tiện này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là cưa dây xích, giá sẽ là 20.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái pin 18650 các bác này. Đấy, pin 18650. Đó. Thì cái này bên trước đang bán là 30.000 nhá. Pin 18650. 18650 đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá chỉ còn 20k thôi. Đây, pin Li-ion này, 18650, 6800 mAh và 3,7V. Đấy, lên mã giúp cho em đó là pin 18650 nhá. 18650 này, 18650. Giá sẽ là 20k nhá, đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 20.000 thôi, 20.000 cho một viên pin như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
dây vòi xịt vệ sinh nhá. Con này thì bên shop đang bán là 100. Đấy, đợt này cũng thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn 9.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này nhá. 90k thôi, giá cực tốt luôn. Dây thì nó sẽ là dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đấy, dây là dây siêu mềm, dây chống rối. Dây siêu mềm chống rối dài từ 1m2 đến 1m5. Phương ơi. Lấy cho anh kia sen inox dài từ 1m2 đến 1m5 nhá. Đó, và sẽ có đầu kết nối như này để các bác kết nối vào cái đầu vòi xịt này. Tất cả đều bằng inox 304, su 304 chống han rỉ các bác nhá. Về nhà các bác có thể test nam châm thoải mái luôn. Và đây là cái đầu để các bác bắt vào nguồn nước này. Đấy, và có giá đỡ đi kèm luôn nhá. Giá đỡ đi kèm như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đợt này thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ còn 90k cho một cái dây vòi xịt vệ sinh như này thôi. Đấy, 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá thanh lý ưu ái cho các bác rất tốt luôn. Thì hôm nay nó sẽ là một cái video tri ân khách hàng xả kho đồng loạt cho các bác luôn nhá. Đấy, xả kho tới 70% luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em là sen inox nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen inox hàng của Nhật như này. Đây. Đấy, Osaka Japan này, một sen inox hàng của Nhật như này. Một dây dài cũng khoảng từ 1m2 đến 1m5 và một cái giá đỡ ở đây. Đó, thì một cái bộ sen inox như này. Bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là cái sen inox này bao nhiêu đấy? 110.000 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox này. Đó, sen inox giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái sen inox như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen inox. Giá của nó sẽ là 110k. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn để các bác có thể mua để mình sử dụng nhá. Giá thì rất là đẹp rồi. Đấy, hàng của Nhật, Osaka, Japan. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng ưu ái gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Nên mã giúp cho em đó là sen inox, cả sen cả dây như này có 101 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo thì sẽ bao gồm là một đèn và một cáp sạc như này. Ở đây thì nó sẽ có nam châm này, có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít cho bác luôn. Có cái giá đỡ như này và có móc khóa này, có móc để các bác treo khóa này, có phần khui bia nhá. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là nút nguồn này, bật lên này. Chế độ của nó là sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo nhá. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 40.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20k thôi nhá. 20.000 thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy. Đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo giá sẽ là 20k, giá không tưởng luôn các bác nhá. 20.000 cho một con đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Con này thì bên shop đang bán là 35.000, đợt này cũng xả cho các bác giá chỉ còn là 30k thôi. Đấy. 30k cho một em chổi cọ bàn ghế như này nhá. 30.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài khoảng là gần 40cm và cái phần lông này thì là 7cm và chiều rộng của nó vào khoảng 20cm. Đấy, thì các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế đánh màng nhện màng nhiễu rất là ok luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đấy, chổi cọ bàn ghế 30.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá. Bàn trải điện đây. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bàn trải điện như này. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu bàn trải và một thân máy nhá. 4 đầu và một bàn trải và một thân máy như này các bác này. Đấy, 4 đầu bàn trải một thân máy. Con này thì bên shop đang bán là 60.000 nhá. Đợt này cũng xả kho cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ còn 50k cho một cái bộ bàn trải điện như này thôi. Đây, về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em này, giữ nút nguồn này bật lên này. Đấy, các bác giữ lì này nó sẽ lên nhá. Đấy, con nào mà hết pin thì về nhà các bác cố gắng sạc pin vào cho em. Đấy. Đây, tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút và có rất nhiều chế độ luôn. Làm sạch, làm trắng răng rồi chống viêm, níu viêm lợi đau lợi, chảy máu trên răng các bác này. Đấy. Nó rung rất là mạnh các nhá. Tần suất dần dung của nó là 32.000 lần trên phút nhá. 32.000 lần trên phút thì con này rất là tiện để cho các bác có thể dùng làm vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Đang bán là 60.000, bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc này và 4 đầu bàn trải như này. Đấy. Tính ra các bác mua vào chưa đến tính ra vào chỉ hơn 10.000 thôi, hơn 10.000 cho 4 cái bàn trải rồi các bác mua. Như vậy là mua bàn trải đấy chứ không phải mua máy nhá. Đấy, bàn trải sợi lông tơ mềm mảnh ngon lành cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn trải điện nhá. Đấy, bàn trải điện này. Bàn trải điện đang bán là 60k. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 50k thôi, 50k. Đấy, giảm giá cho bác còn 50k cho cái bàn trải điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop sẽ về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bột các bác lên cho mã giúp cho em đó là tẩy xanh nhá. Con này sẽ là 25.000. Đấy.
25k cho một lọ tẩy xanh như này. Dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 250g, 250g các bác nhá. Đó. Thì con này các bác chuyên dùng để mình tẩy son, tẩy nồi này, vành bánh xe và thân vỏ xe. Nó giúp làm sáng bóng, vệ sinh rất là tốt luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Quảng cáo không mọi người cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm rửa chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem tẩy son nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Điện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Đấy, rất tiện luôn các nhá. Tẩy xanh giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho cái hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng tròn tích điện nhá, bóng tròn tích điện. Cái bóng tròn này bao nhiêu đấy? 80.000 cho một cái bóng tròn tích điện như này các bác này. Đấy, con này thì rất là sáng luôn và nó có cho các bác là công suất mặc định của nhà máy là 120W này, năm có chân sạc cho bác luôn. Đây, rất sáng này. Các bác có thể treo lên như này ở ngoài trời nó sẽ tích điện chống mưa nắng thoải mái luôn. Đấy, công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất đây. Có kèm cho các bác là một viên pin và một điều khiển luôn, rất tiện các bác. Để các bác có thể dùng từ xa để mình tắt bật từ xa cho em. Đó, sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Giá chỉ có 80k thôi. Đấy, các bác cũng dùng sơ cua khi mà mình mất điện này. Đấy, hoặc là ăn cơm ăn nước cần các bác sử dụng cho em. Thời gian nếu mà các bác sạc đủ điện thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một quả bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đầy đủ bao gồm cho các bác là một bóng này, một chân sạc, một điều khiển luôn và một đôi pin nữa nhá. Đấy, lô này về thì có cả sẵn pin cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng tròn nhá. Đó, bóng tròn, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một em bóng tròn như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành thôi. Giá rất tốt cho anh em các bác có thể sử dụng luôn. 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy. Đây thì nó sẽ là một cái con đèn để các bác có thể sử dụng để mình học bài này, ăn cơm ăn nước hoặc là nói chung là dùng đa di năng được. Đấy. Nó là dòng tích điện nha. Bao gồm như các bác là một cái khay để các bác dắt bút này. Đấy, và một thân đèn như này. Hàng tích điện có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần bật này sẽ lên này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Đó, mạnh vừa và yếu. Đây. Đấy, sáng mạnh nhất của nó này, con này. Đấy, đây. Cảm biến thì các bác cứ cầm tay vào đây là chạm tay vào đây là nó sẽ sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là học bài, đề phòng khi mất điện. Nói chung là cũng khá là đa di năng luôn. Hàng thì giá rất hợp lý, chỉ có 100k thôi. Và hàng nó sẽ là thuộc cái dạng là hàng chống cận nhá. Thì dùng nó rất là tốt và an toàn cho trẻ em, đặc biệt là các em nó học bài. Thì vừa tiết kiệm điện và vừa an toàn. Nên cho em là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k. Đó. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá. 100k. Ngoài dùng để làm đèn học thì các bác có thể dùng ăn cơm ăn nước, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai bột thông cống nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là bột thông cống, giá của nó sẽ là 25k. 25.000 cho một cái lọ bột thông cống như này. Đấy thì các bác đổ vào là đường ống cống rãnh nhà mình bị tắc là nó sẽ thông luôn. Đây các bác nhá. Bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng sạch luôn các bác này. Đấy. Ví dụ bị tắc này. Các bác cứ đổ ra. Đó. Thì nó sẽ bây giờ nhà các bác chưa tắc thì các bác cứ thông đi cho em. Thông trước đi. Đấy. Một năm các bác cứ thông cho em 1-2 lần. Giá chỉ có vài chục thôi nhưng mà cái tiền mà các bác đi sửa đường ống cống rãnh này là mất tiền triệu ngay. Thế nên là các bác cũng cân nhắc nhá, sử dụng rất là tốt luôn. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa. Hàng bật lửa Zippo của Mỹ nha. Đấy, bật lửa Zippo của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Đấy, hàng của Mỹ, made in USA nhá. Đấy. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Cái này nó là dòng bật lửa Zippo. Đây. Đây các bác này. Đó, made in USA Zippo. Đấy. Đây. Các bác nhá, made in USA luôn. Zippo đây các bác này. Đấy.
Con này thì nó sẽ là logo của Liverpool. Đấy, câu lạc bộ Liverpool này, rất tiện ích luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 95.000. Đây, thì các bác chỉ cần là bóc cái tem này ra cho em này. Đấy, hàng niêm phong nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Niêm phong nguyên đai nguyên kiện này, bóc qua cho em này. Đấy, đây, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95k các bác nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Hàng của Mỹ USA con này, rất ok luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 nhá. Có màu vàng, màu bạc, các bác muốn lấy màu nào lấy. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng, lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn, lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này, đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này, 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này, Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng, mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải, vải này của nó sẽ là vải vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật. Giá sẽ là 80k, 80k trong cái ô dù Nhật tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000, có điều chỉnh chế độ là có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này. Đấy. Và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác
tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra. Đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây. Sau đó thì mình cho vào cho em. Đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn. Độ nóng cao nhá và có điều chỉnh nhiệt độ nhá. Và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này. 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá. 135.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây. Sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá. Không bị cháy này. Hàng của Sonaki này. Công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây, các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này. Rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Đen cho em là bàn là đứng. Bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300... Các bác lên xem là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá. 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga các bác nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này, hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à, cái gì? Bango nhá, Bango. Giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5 đến 10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay, đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ, lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh, không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em. Hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn. 20.000 cho một bịch 100 cái luôn, tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhá. Các bác có thể chia ra. Đó, băng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái băng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy. Cái độ dính của nó rất là tốt luôn. Con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy các bác bóc ra cho em này. Bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy, độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nhưng khi các bác nhận hàng cũng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đấy. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60g. Đây. Đấy, à 120g các bác này, 120g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, Made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2-3 năm mới hết được. Đó.
còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm đó. Thì lên xem là bộ lưỡi kem nhá. Đấy, bộ lưỡi kem, lưỡi kem này. Đấy, bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi, 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên xem là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh xoong, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có chứ các bác kỳ cọ cho em. Đấy, chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k trong cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì xét này, cọ xong, cọ nồi hoặc là đánh gì, đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí xét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy thì hôm nay em lại cập nhật các mã hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, đây. American USA, đó hàng của Mỹ nhá. Đấy. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. American USA, nó sẽ có đây, nó có in logo của câu lạc bộ Liverpool các bác này. Đấy, Liverpool. Đó. 1892 nhá, 1892. Hàng khá lâu đời rồi, bật lửa Zippo như này. Hàng khi các bác nhận hàng còn nguyên nguyên đai nguyên kiện này các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Còn nguyên cả niêm phong luôn này các bác này. Đấy, nguyên niêm phong luôn. Đây. Em mở cho các bác xem này. Đấy, nguyên đai niêm phong như này các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một cái dòng bật lửa Zippo các bác này. Đấy. Có sẵn đá là về nhà các bác chỉ cần châm dầu vào đây cho em xong này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Nghe cái tiếng nó kêu rất là thích luôn các bác này. Đấy. Đúng chất bật lửa Zippo luôn. Nghe tiếng tách tách thôi này. Đấy. Zippo xịn các bác nhá. Đó, Zippo xịn luôn. Hàng của Mỹ này. Đây. Đấy, về nhà các bác cho xăng thơm hoặc là cho dầu vào các bác sử dụng nhá. Đây. American USA này, United of American USA nhá. Hàng của Mỹ này, bật lửa Zippo của Mỹ nhá. Đó, đây. Rất ngon luôn, đá đánh cực nhạy luôn. Bật phát nào ăn phát đấy các bác này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95k nhá. Đấy, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Đó. Bật lửa Zippo này, đó. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá. Đó. Bật lửa Zippo giá sẽ là 95k nhá. 95k thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Có màu vàng và màu bạc nhá. Có màu vàng màu bạc như này. Mai kia thì em về có cái hình cả hình con rồng nữa. Đấy. Còn đây thì nó sẽ mới có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này thôi. Đấy thì các bác lên cho em là Zippo vàng hoặc là Zippo bạc nhá. Zippo vàng hoặc Zippo bạc. Giá thì đều là 95k một con nhá. 95.000 một con. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia ghế hơi nhá. Cái ghế hơi. Đó, đây. Nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bơm lên thì nó sẽ là một cái to và một cái nhỏ như này, một cái to và một cái nhỏ như này. Đó. Chất liệu của nó thì mặt trên này là bằng nỉ này, mặt dưới của nó là bằng da lộn nhá, bằng da lộn. Đó. Kích thước thì con to là cao 94. Đấy, cao là 94, rộng 1m22 và 102 các bác này. Đấy, còn con này là 2855. Đó. Thì các bác lên cho em là ghế hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ghế hơi này. Ghế hơi giá sẽ là 350k nhé, 350.000 cho một chiếc ghế hơi như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác cả cái máy bơm này luôn. Đấy, có bán kèm cả máy bơm nhá. Đấy. Máy bơm thì các bác lên cho em là máy bơm nhá, máy bơm hơi. Đó, máy bơm hơi. Thì con này giá sẽ là 80k cho cái máy bơm hơi như này nhá, 80.000. Đó. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 là mình bơm cho em. Đây. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác các cái đầu như này thì các bác vừa cái nào thì các bác đút cái đấy cho em nhé. Đây, đấy các bác đút về đây cho em này. Đấy là mình bơm thôi. Đó, nó rất tiện ích nhá. Đây. Con này thì con ghế hơi này thì cái máy bơm này là điện 220V. Đấy, 50W nhá. 50W bơm rất là tiện luôn. Đó, bơm rất là tiện. Thì đây, các bác về chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là mình bơm thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Giá thì sẽ là 80k cho một cái máy bơm hơi như này. Máy bơm hơi 80.000. Đó, thì đây em sẽ gửi video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác bơm lên thì nó sẽ là như này các bác này. Đấy, nó sẽ như này cho các bác luôn. Đó.
nó sẽ có cho các bác là một con bé này, một con bé và một con to. Đấy, rất tiện luôn nhá, một con bé và một con to như này thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu bơm. Con này dùng rất là ngon luôn, người lớn trẻ em dùng được hết các bác này. Đấy, nằm nó rất là rộng rãi thoải mái luôn, các bác có thể nằm để nghe nhạc này, lướt TikTok này, hoặc là sử dụng đa di năng được luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đây con này đó, đấy, rất là tiện luôn các bác này, đó các bác thấy không, đó bơm lên là xong. Đây đấy, dùng rất là ngon nhá, nó sẽ có một con to một con nhỏ. Đấy, bơm lên cho đó các bác đậy nắp vào. Mình dùng thì trong vòng một tháng thì nếu mà nó bị hết hơi đi thì các nó bị non đi thì các bác lại lắp máy bơm, và các bác bơm đẩy lên cho em đó, tại vì trong khi dùng thì cái hơi này nó sẽ bị hao hụt nhá, thì các bác lại bơm tiếp lên cho em là xong đó. Ghế hơi là 350 nhá, ghế hơi 350, còn cái máy bơm này thì sẽ là 80.000 nhá, máy bơm hơi 80.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bẫy chuột thông minh các bác này. Đấy, đây các bác chỉ cần là ấn này là nó sập đẩy thôi các bác này. Đấy, và khi các bác này, đấy con chuột chạy qua là sẽ sập lẫy luôn các bác nhá. Đấy, sẽ sập lẫy luôn, nó rất là tiện ích luôn. Đấy, con này nó đang bị kẹt các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đây, con chuột chạy qua cái là sập lẫy luôn, rất là tiện đấy các bác thấy chưa? Đó, rất tiện luôn nhá. Cái này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 nhá. Đấy, sập cực kỳ là mạnh luôn các bác. À, con này dùng rất là an toàn nhá, khi các bác dùng thì không sợ bị kẹt vào tay hoặc thế này thế nọ nhá. Đấy. Và khi đặt thì các bác cứ đặt cho em là 2-3 cái một chỗ luôn thì là nó chạy là nó sẽ không vào cái nọ là vào cái kia. Đấy, đập rất là mạnh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác mấy cái con bẫy chuột như này, giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Đấy, các bác lên cho em là bẫy chuột nhá, giá sẽ là 15k cho một cái bẫy chuột như này, 15.000. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, 15.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt của Đức. Con này thì nó vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy, hàng thì siêu bén luôn, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy, vào khoảng 4-5 lạng đây, hàng made in Germany này. Hàng thì nó sẽ là hàng liền thân luôn nhá, hàng liền thân luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện. Liền thân như này thì dùng nó rất là tiện rồi, và dao thì cũng rất là bén luôn. Đấy, khoảng 4-5 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Chiều dài khoảng 30cm và bản của nó vào khoảng là bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 10cm các bác. Đấy, các bác dùng để thái băm chặt rất là ok, chặt gà, chặt cá rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức. Giá sẽ là 150.000 đó. Dao chặt Đức này. Dao chặt Đức giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con dao chặt Đức như này, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Nhật các bác này, kem đánh răng của Nhật đây. Đấy thì giá sẽ là 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này. 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này các bác nhá. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Hàng này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nó sẽ là nguyên tem nhá, nguyên tem như này. Đấy, khi vận chuyển có thể nó bị sọc sạch hoặc mất cái tem này thì các bác thông cảm, tại vì đóng gói vận chuyển mà. Còn cái này thì nó sẽ không có niêm phong nhá, nó sẽ không có niêm phong đâu. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng tinh chất gạo. Con này thì chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật rất là thơm luôn. Đó, kem đánh răng Nhật rất thơm luôn. 60k nhá, 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Rất thơm cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ thìa của Đức nhá, thìa của Đức đây. Đấy, hàng thìa Willing của Đức cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng này khá là dày dẫn chắc chắn nhá, siêu dày cho các bác luôn. Đây. Đấy, Willing hai hình người rất dày dẫn, hàng inox 304. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mình dùng để ăn cơm, ăn cháo, ăn bún, ăn phở đều ok hết nhá. Đấy, cho trẻ em cũng rất là ok luôn. Thì một vỉ như này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy, thìa Đức này. Giá sẽ là 60k cho một vỉ thìa Đức như này, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 cái, 5 cái thìa Đức 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp kim chỉ này. Đấy, thì một cái bộ kim chỉ như này giá chỉ có 25.000 thôi. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ combo như này mà giá 25.000 nhá. Bao gồm cho các bác là thước đo này, rồi đầu xỏ kim này, đây. Đấy, cái này là cái đầu xỏ kim các bác này, đầu để xỏ kim này, rồi kim băng, rồi thước đo, rồi đê này. Và cái combo chỉ này bao gồm cho các bác là một bộ kim này, một bộ kim như này, một bộ kim bao gồm là 10 quận và một vỉ kim như này, một bộ chỉ và một vỉ kim như này các bác này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Giá chỉ có 25k thôi, 25.000 cho một cái bộ kim chỉ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá, hộp kim chỉ. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Thì con này nó sẽ khá là tiện ích để cho các bác mình sử dụng để mình vá víu. Tại vì ưu điểm của nó là rất là nhiều màu chỉ khác nhau luôn, có tới 10 quận với 10 màu khác nhau. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng, nó rất là đa tính năng. Bây giờ nếu các bác đi mua mà đủ được cái loại chỉ như này cũng rất là hiếm luôn, và nó sẽ là tốn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá,
kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ dao sói các bác này, bộ dao sói. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 món và giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đây, đấy, bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, 6 món như này. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, 1 kéo và 1 nạo. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đây, em sẽ test dọc giấy cho các bác xem nhé. Con này thì dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Các bác này, con nào cũng sắc luôn. Các bác này. Đấy, sắc như nước luôn các bác thấy không? Đó, rất là sắc nhá. Đây, Japan này, hàng của Nhật này. Hàng này nó sẽ là phân khúc hàng tầm trung nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đó, các bác theo. Đây. Đấy, rất sắc luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này các bác này. Đấy. 4 con dao. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cứ bỏ ngoài đi, em kiểm tra thôi, em chuyển khoản thôi. 4 con dao này, 1 kéo và 1 cái nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Các bác lên cho em là lư đồng này, giá sẽ là 170.000, 170.000 cái lư đồng như này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái lư như này các bác này. Một cái lư. Cái gì đấy? Không, để tiếng kiểm tra. Cái lư đồng này nhá. Đấy, một cái lư đồng như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hoa văn hình hoa sen này rất là đẹp các bác này. Đấy. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân để các bác để nhang lên các bác đốt này. Chân để nhang lên các bác đốt. Đó, rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. À, đường kính vào khoảng là 8 đến 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đường kính khoảng 8-10 cm, chiều cao 5 cm. Đấy, chất liệu bằng đồng. Đấy, chất liệu bằng đồng như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em là đây, cái nắp này của nó làm cái hình búp sen rất là đẹp này, chất liệu bằng đồng tự nhiên này, đồng vàng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, cái này là cái để các bác để cái nhang lên đây. Đó. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư đồng nhá. Lư đồng giá sẽ là 170.000 cái lư đồng như này các bác này. Đấy, 170k. Lên cho em là lư đồng 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc điện thoại đây. Đấy, nó sẽ là một cái sạc béo như này. Và ở cái đầu này nó sẽ là ra 3 chân và có đèn báo nhá. Đấy, nó sẽ là 1 2 3 chân như này và có đèn báo luôn. Ra 3 chân có đèn báo, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. 50k cho một cái dây sạc béo như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, những cái đầu này của nó đều có đèn báo hết và chống đứt cho các bác rất là tốt luôn, chống đứt, dẫn điện nhanh, dây to các bác nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh của iPhone. Đây, bao gồm là một củ sạc và một dây như này, công suất là 20W này. Sạc nhanh của iPhone. Đây. Đấy, iPhone này các bác này. Đây. Sạc nhanh của iPhone. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đây, nó sẽ là một cái chảo như này các bác này. Con này các bác dùng để mình chiên ngập dầu rất là ok, nó còn kèm cho các bác là một cái ấy như này luôn. Kèm cho các bác là một cái giá đỡ như này. Đấy, tráng đá chống dính và chiên ngập dầu rất là tốt các bác, chiên nem, chiên gà, chiên tôm cho vào đây cho em, rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, đường kính 20 cm nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái chảo chiên ngập dầu hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính là 20 cm. Đó, chảo chiên ngập dầu. Giá sẽ là 100k nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thanh chắn cửa này. Đã bắt đầu đến mùa đông rồi. À, đến mùa hè rồi. Thì các bác dùng điều hòa này, vừa chắn điều hòa cho khỏi mất gió lạnh này, hoặc là côn trùng kiến gián, các bác chỉ cần đẩy vào khe cửa cho em. Đây. Ví dụ đây là cái cửa này, các bác chỉ cần đẩy bên này cho em là xong này. Đấy, đẩy này thì nó sẽ chắn cho cái cửa của các bác rất là tiện ích luôn. Đấy, cửa ra vào nó chắn rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh chắn cửa chiều dài khoảng 90 cm nhá. Đấy, các bác chỉ cần xiên vào cái khe cửa là xong. Thanh chắn cửa giá sẽ là 30k. Đấy, mưa gió bụi bẩn kiến gián côn trùng đều ok hết nhá. Kiến gián côn trùng và mất gió điều hòa nữa. Đấy, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác không cần phải cho rẻ cho ấy gì nữa. Đây. Đấy, silicone mềm nhá, rất là tiện luôn, bên dưới lót vải này. Chỉ cần đẩy vào là xong. Nhà đấy, các bác đưa vào côn trùng kiến gián ruồi muỗi chuột bọ rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp em là thanh chắn cửa rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này:
ba số này của em đều có Zalo để các bác có thể đặt hàng nhé. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu quạt các bác này. Đấy, các bác lên cho em là quạt mini nhá, quạt mini. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này. Tổng chiều dài của nó thì chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30, chiều cao khoảng 30. Đó, và rất là mát luôn. Đây, dây đây. Con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn nhá. Trực tiếp điện 220V luôn. Rất là mát các bác này. Đấy. Mát thấy không? Đó. Quạt rất là mát luôn. Và nó sẽ có cho các bác là hai số này. Đây. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đó, rất là mát luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con quạt mini như này các bác này. Đấy, quạt mini như này. Đấy, thì các bác lên xem đó là quạt mini. Chiều rộng của nó là 30, chiều cao là 30, còn đường kính của cánh này thì vào khoảng 20. Rất mát luôn các bác này. Đấy, rất mát luôn. Gió rất là nhiều nhá. Đấy, trông thì bé như này thôi nhưng mà rất là nhiều gió và rất là mát nhá. Motor thì bằng đồng và có cho các bác là hai số đằng sau như này. Số 1, số 2, số 0 này. Đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để mang đi học này, đi làm này, đi công trình, hoặc là mà các bác mang theo khi mà mình di chuyển này, hoặc sử dụng ở nhà này, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là quạt mini nhá, quạt mini 135.000 cho con quạt mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chuông. Đấy, nó hình một chiếc chuông như này các bác này. Đấy, hình một chiếc chuông như này. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là bình chuông nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dạng màu vàng gold rất là đẹp luôn. Một cái dạng màu vàng gold rất là đẹp như này các bạn này. Đấy. Nắp nó có gioăng nhá. Con này thì nó sẽ là dung tích nó sẽ vào khoảng là đi đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó inox 304 và nó sẽ vào khoảng là 200ml các bác nhá. 200ml có nắp xoáy như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống cà phê này hoặc là các cái loại trà. Đấy thì rất là ok luôn. Đấy. Cà phê hoặc là trà các thứ rất là ok nhá. Các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Sau khi nào các bác uống thì các bác mở nắp ra cho em. Đấy, mở nắp ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, inox Su 304. Đấy, dùng để uống trà, uống cà phê hoặc là các bác mang nước đi du lịch hoặc là nói chung là mang đi đâu nó cũng rất là tiện, có quai đeo như này. Đấy, bằng inox 304. Lên mã giúp cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 cho một con bình chuông như này nhá. Con này thì dung tích của nó thì em nghĩ là nó vào khoảng là 200ml các bác nhá. 200ml các bác này. Đấy. Giữ nóng là lên tới 95 độ C luôn. Đấy, giữ nóng lên tới 95 độ C nhá. Đây các bác này. Đó đây, thông số của nó đây. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Su 304. Giữ nóng giữ lạnh cực kỳ tốt. Các bác có thể dùng để mình pha trà nóng này hoặc là uống cà phê đá này đều ok hết và nó rất là tiện. Có nắp đậy này thì khi nào các bác dùng thì mình bỏ ra. Mà không thì mình cứ đậy nắp như này thì nó sẽ giữ lạnh cho các bác rất là tốt luôn. Giữ nhiệt tốt nhá. Đít này của nó thì có lót như này, rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá, bình chuông. Đấy, bình chuông giá sẽ là 75.000 cho cái bình chuông như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi xìa nhá, môi xìa đây. Đấy thì bên shop bán nó sẽ là các bác lên cho em là môi xẻng này thì nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá. 3 mẫu như này các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu. Đó, 3 mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đó, ở đây nó sẽ có 3 mẫu thôi. Đấy, 3 mẫu như này các bác nhá. 3 mẫu như này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ là một cái dạng môi lưới như này các bác này, môi lưới như này. Thì khi mà các bác dùng để mình ăn lẩu ăn liếc thì dùng cái này để mình nhúng các loại thực phẩm vào, sau đó thì mình vớt ra luôn, nó rất là tiện này. Con này chuyên dùng ăn lẩu ăn liếc rất là ok này. Thì các bác lên cho em là môi lưới này. Đấy, môi lưới này. Tiếp theo thì con này các bác lên cho em là môi liền nhá. Đấy, môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường như này. Môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường. Và tiếp theo nữa là nó sẽ là một cái môi xẻng như này nhá, một cái môi xẻng như này. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là môi xẻng này. Đấy, nó như một cái xẻng như này. Thì các bác dùng để mình lật trứng này hoặc là tráng làm bánh làm biếc hoặc là mình chan múc cũng rất là ok luôn. Đó. Thì nó sẽ là 3 mẫu như này nhá. Môi liền này, môi lỗ này và môi xẻng này. Môi liền, môi lỗ và môi xẻng. Giá đều là 40.000 cho một chiếc như này. 40.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Đấy thì các bác có thể lấy combo cũng được hoặc lấy lẻ một cái một. Bên em bán đều là giá là 40.000 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là môi liền này, môi liền 40.000.
Đấy, con này là sẽ là môi lỗ này. Môi lỗ cũng 40.000 luôn. Đó, và con này nó sẽ là môi xẻng này. Môi xẻng nó giống một cái xẻng như này. Đấy. Thì giá đều là 40k. Chất liệu của nó là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, dày dẫn sáng bóng và đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng. Giá thì chỉ có 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng này thôi. Đấy. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, cái này thì nó sẽ có quai sách như này, quai sách bên trên các bác nhá. Quai sách bên trên như này, 4 tầng luôn. 4 tầng và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, 2.8 lít này. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Cặp lồng 4 tầng, giá sẽ là 80.000 cho một em cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng đấy các bác, rất tiện ích luôn. Và có quai đeo như này nhá, có quai treo như này. Ở đây thì mỗi tầng của nó sẽ là một ngăn như này nhá. Mỗi tầng là một cái mỗi tầng là một cái bát như này. Và dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Tổng dung tích của nó là 2.8 lít các này. Mỗi tầng là một bát như này thì các bác ví dụ như là thực phẩm đồ ăn, bên ngoài thì bằng nhựa chống trơn trượt nhá, bằng nhựa chống nóng nhá. Và bên trong là bằng inox nhá, inox như này. Mỗi tầng là một bát luôn thì các bác có thể đựng cơm này, đồ ăn này, canh này rồi gia vị đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em như này. Lắp vào cho em xong là mình đẩy cái quai này lên là xong. Đó, đẩy cái quai này lên cho em là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Lắp vào, sau đó thì mình đẩy quai lên cho em là xong. Giá thì một cái bộ cặp lồng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái mã cặp lồng 4 tầng như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn. Đấy. Lẫy liếc của nó sập cực kỳ là chắc luôn nhá. Các bác chỉ cần sập lẫy vào như này cho em là mình xách đi thôi. Đấy. Đậy vào là khít kín luôn. Đấy, cả nước cũng không thể ra được luôn các nhá. Đấy, nước cũng không ra được luôn. Đây. Quai sách quai đeo như này rất cẩn thận luôn các bác này. Đấy. Quai sách quai đeo rất là cẩn thận luôn, rất khít các bác nhá, rất khít như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác cái van để xả hơi này, đấy van xả hơi luôn. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng 4 tầng nhá. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80k cho một con cặp lồng 4 tầng như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái kéo gà. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức nhá. Đấy, đây. Hai mẫu kéo gà như này các bác này. Một mẫu của Nhật, một mẫu của Đức. Hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Thép SK5 không gỉ này, Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thép SK5 không gỉ. Con này thì các chức năng như là các bác có thể dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này, kẹp cua ghẹ rất là ok này. Đấy, con này cũng vậy luôn. Thì con này nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức này, made in Germany. Con này thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Cũng có là phần khuyết này, cắt gà, cắt cá, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm gà làm cá này. Đấy, kẹp cua ghẹ này, rồi mở nắp chai này, đa di năng như vậy luôn. Đó. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà cái con của Nhật này thì nó dày hơn cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là kéo gà của Nhật thì sẽ là 130k nhá, 130k và của Đức thì sẽ là 90k nhá. Đấy, thì có hai dòng. Con này là của Nhật này, tay to hơn này, dày dẫn hơn này, 130.000 này. Con của Đức này thì nó sẽ là mỏng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là dày dẫn và chắc chắn rồi. Giá sẽ là 90.000 thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao ba khe nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, mài dao ba khe nhá. Đấy, lên theo là mài dao ba khe đỏ này. Mài dao này, ba khe nhá. Ba khe và nó màu đỏ như này. Thế nên lên em mài dao ba khe đỏ 130k nhá. 130.000 cho em mài dao ba khe đỏ như này. Đây nó sẽ là một con dao, một cái mà dụng cụ mài dao rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần cầm dao như này mình kéo lướt qua này, lướt qua này là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén. Ba cái như này thì từ tay trái các bác kéo sang, cứ kéo đi kéo lại như này cho em khoảng 3 đến 4 lần một rãnh như này. Đấy là các bác kéo qua ba rãnh này là dao sẽ bén luôn và rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Katashiwa made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, mài dao ba khe đỏ 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao cực kỳ là sắc bén và tiện ích cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Đây, em sẽ test chặt sắt cho các bác xem này đây nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh sắt này các bác này. Đây, chặt sắt này các bác này. Đấy. Chặt sắt này, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Các bác thấy không? Đó, chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò không có hề hấn gì các bác này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân hàng của Murato này, Murato made in Japan nhá. Made in Japan cho các bác luôn. Thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ.
lên cho em là dao 1 cân nhá, dao chặt 1 cân, chiều dài khoảng 35 cm, phần bản của dao này là vào khoảng là 25 cm, và chiều dày mình của dao thì nó sẽ là vào khoảng là 4-5 ly. Con này thì chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Đấy, dao 1 cân này, dao 1 kg, giá sẽ là 230.000 và bên em bao ship tại nhà cho bác luôn cho con dao chặt 1 cân như này. Đó. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng xếp nhá. Võng xếp này. Đấy, con này thì chúng ta hỏi giá cái này cho luôn. Bên shop về lâu lắm mới lại có hàng về cho các bác, giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đây, một cái dòng võng xếp như này, võng xếp cao cấp Sài Gòn nhá. Đó, đây thì ở đây nó sẽ là một cái dòng võng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, đây. Đấy, nó sẽ là một cái võng như này, nguyên cái chiều rộng của cái be này vào khoảng là gần 60 nhá, gần 60, và chiều dài này, chiều dài của võng thì ra ngay cho anh tí đã, chiều dài của võng thì khá là dài và rộng luôn nhá. Đấy, khi mà nó banh hết ra thì nó rất là rộng các bác này. Đấy, đây các bác thấy không, đây cái võng này thì nó luôn luôn ở cái chế độ banh như này thì các bác nằm không sợ bị lật này, và rất là tiện, mình chỉ cần ngả lưng xuống là nằm được luôn, không cần phải dùng tay để mở võng nhá. Đây nó có phần đa như này, tổng chiều dài thì từ đầu nọ đến đầu kia tính từ cái phần mỏ quạc này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, tầm 2,5 mét. Nguyên thân võng này thì nó cũng đã vào tầm là khoảng là 2 mét rồi. Đấy, nguyên thân võng này thì nó vào tầm khoảng 2 mét rồi đây các bác này. Đấy, nguyên thân võng nó khoảng 2 mét nhá. Và cái lưới này của nó là lưới dù quân đội nhá, lưới dù quân đội, và nó sẽ là dòng 2 lớp, cho nên các bác dùng thì cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, các cái phần đai quặc như này thì nó bằng thép hết nhá, bằng thép đúc liền hết này. Và riêng cái phần này thì nó là một cái thanh thép lớn. Đấy, một thanh thép lớn để nó giữ cho cái võng nó luôn được banh ra. Đó. Nếu như các bác mà mua ở cái những cái người mà người ta bán rong ở dọc đường ấy, họ sẽ bán cho cái võng này các bác tầm khoảng 200-250 nhá, 200-250. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác lên cho em là võng xếp nhá. Đấy, võng xếp giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái võng xếp như này. Cầm anh cái võng dù luôn. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá, giá sẽ là 120.000 một chiếc thôi. Đó, 120.000 cho cái võng xếp như này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã võng để các bác mang đi đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi phượt, hoặc là các bác dùng để mình ngả lưng buổi trưa ở dọc đường, các bác có thể bỏ vào cốp xe máy, xe ô tô, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng được, nó rất là tiện. Mang ra ngoài vườn mình trăng lên cây. Đấy, trăng lên cây mình nằm thì con này nó rất là tiện. Sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này. Đấy, và một con võng như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai, có sẵn dây đeo như này luôn, có sẵn dây đeo luôn. Chiều rộng của võng thì nó cũng vào khoảng là 80, và chiều dài thì khoảng trên 2 mét, và có dây dù sẵn như này, có dây dù sẵn như này, và các bác có thể gấp gọn được. Đấy, dặn võng này thì các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, cái hàng này thì hàng của Nhật, nó sản xuất cho chuyên cho quân đội. Đấy, sản xuất chuyên cho quân đội nhá. Thì con này nó rất là tiện ích, vải của nó là vải dù dệt vải dù, và nó là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, vải dù dệt 5D thoáng khí như này. Thì một con võng dù như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 nhá. Các bác lên cho em là võng dù này. Đấy, lên mã giúp cho em là võng dù nhá. Đó, võng dù giá của nó sẽ là 90k cho một cái võng dù này thôi. Giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng thì đây. Em về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu đen này, màu xanh quân đội này, màu be này, và màu màu này là màu gì? Màu xám nhá. Đấy, sẽ có cho bác là màu đen, màu xanh quân đội, màu be và màu xám nhá. Đấy, có 4 màu cho bác luôn. Màu này sẽ là màu xám này. Đấy, tiếp theo là màu be này, màu be hay còn gọi là màu trắng cũng được nhá. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là một màu đen và một màu xanh quân đội. Đây, em sẽ đội thử cho các bác xem. Đó, đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn. Dòng này thì chuyên để chống nắng và đó. Đây thì các bác chỉ cần là đội vào cho em như này. Đấy, đội vào cho em như này. Đó. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần là cái phần che ở đằng trước đây. Che đằng trước thì các bác chỉ cần là bấm cái cúc này vào cho em này, bấm cái cúc này vào. Đó, bấm cúc này vào. Sau đó thì mình đội lên như này cho em này. Đó. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm cái cúc này vào này. Đấy, sau đó mình đội lên thì đây nó sẽ có cái phần nó sẽ che cho các bác này. Đấy, che cho các bác như này, vừa là kín mặt, vừa là kín cổ này. Và đằng sau này nó sẽ chùm hết kín như này luôn. Đó. Thì khi các bác đội như này là cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy.
che kín như này thì vừa là chống nắng này, nắng nóng rồi mưa rồi bụi bẩn là che được hết, chỉ lộ mặt ra như này thôi, lộ mắt ra như này thôi. Đó thì một con mũ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng này, đấy. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá, giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70.000 cho một con mũ chống nắng như này. Đây. Thì đây nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu xanh quân đội này, màu màu xanh quân đội này, màu xanh than này, màu đen và màu màu be, đấy, màu xám, rồi lắm màu thế mà. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Còn bác nào mà chọn màu thì nhớ nhắc, còn bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, tại vì nó quá nhiều màu này, 1 2 3 4 5, nó có 5 màu, màu xanh than này, màu xám này, màu đen này, màu xanh quân đội và màu be. Đấy, nó có 4 5 màu tất cả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ thuốc trị Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào giá thì sẽ là 25.000 cho một lọ Long Biên Hắc Lào như này. Đấy. Cái này thì bôi vào rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào rồi các cái bệnh nấm ngứa tay chân thì bôi cái này cho em. Đó, đặc biệt là Long Biên Hắc Lào, bôi thì rất là tốt luôn. 25.000 cho một típ như này các bác này, 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ống hút hút dung dịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. 30.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một dây dài khoảng 80 cm, một cái đai như này và một cái đầu ống hút như này nhá. Đấy, thì các bác cứ cho vào là mình bóp là hút thôi, rất là tiện. Hút rượu, bia rồi nước ngọt rồi nói chung là đa di năng các loại đều hút được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hút dung dịch như này các bác nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp mà miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì con này chuyên dùng để các bác dán vào các cái phần như là cổ này, vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, đặc biệt là dán vào cổ thì rất là tốt luôn. Bác nào hay bị đau lưng, mỏi gối, mỏi cổ thì dùng cái này cho em. Một hộp này của nó là 12 miếng nhá, 12 miếng. Giá thì sẽ là 25k nhá. 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy. Giấy ướt lau dầu mỡ này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái bịch giấy ướt như này. Thì dùng nó rất là tiện. Ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn. Đấy, sẵn xà bông như này rồi. Sẵn xà bông và các chất tẩy rửa các bác chỉ cần đưa ra. Mình tẩy rửa lau chùi đi cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là cái giấy ướt lau bếp này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt này. Giấy ướt này. Lau dầu mỡ nhá. Lau dầu mỡ. Lau dầu mỡ. Giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này nhá. 25.000 trên bịch như này. Một bịch này của nó sẽ là 80 chiếc này. Này, 80 cái này. Thì rất là nhiều để cho các bác sử dụng dần luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là lót giày quế nhá. Các bác lên cho em là lót giày quế này. Đấy. Cái này thì bên shop bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 10k cho một cái lót giày quế như này thôi. Bác nào chuyên bị hôi chân này, đấy, hôi chân rồi chân bị dạng như là bị hôi kinh niên này, hoặc là các cái hiện tượng như là da mồ hôi chân này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là chống hôi chân, chống bị vi khuẩn xâm nhập rồi rất là tốt luôn. Nó có sẵn các cái phần quế ở đây nhá, sẵn các cái phần quế họ trần và họ tẩm sẵn vào đây rồi. Đấy, mùi thì rất là thơm, mùi thơm mùi quế dễ chịu, và giá sẽ là 10k nhá. Lên mã giúp cho em đó là lót giày nhá, lót giày này. Đấy, lót giày giá sẽ là 10k cho một cái lót giày như này, 10.000 cho cái lót giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con tô vít bao gồm cho các bác là 8 đầu như này. Đấy, 8 đầu nhá. Có cho các bác là đầu 4 đầu múi, 4 đầu múi như này và 4 đầu dẹt luôn, 4 đầu múi, 4 đầu dẹt. Tha hồ thoải mái cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 cho một con tô vít như này. Dùng nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy nhiều ra nữa. Đấy, có cả con to, có cả con nhỏ nhá. Đây. Đấy, đầu to, đầu nhỏ có cả cho bác luôn. Cứ thế là dùng thôi, rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít vạn năng, giá thì sẽ là 80k cho một em tô vít vạn năng như này nhá. 80k. Đó, 80k cho em tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đây,
Đấy, một cái lư, một cái lư bằng đồng như này các bác này, một lư bằng đồng như này các bác này. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư bằng đồng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, một cái lư đồng như này. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đây. Đấy, một cái lư bằng đồng như này về để các bác sông hương này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm lót như này. Đấy, các bác lót vào đây cho em này. Đấy, lót vào đây, đặt nhang vào đây mình sông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Đấy, các bác về các bác cho nhang trầm này rồi cho các cái loại nhang của mình vào đây. Đấy, để mình đốt thì nó rất là tiện và mình sông hương rất là thơm luôn. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 7-8 cm và chiều cao thì vào khoảng là 5 cm nhá. Đấy, chất liệu bằng đồng tự nhiên và nó có kèm cho các bác một cái đầu hình như một cái đầu nắp như này các bác này. Đấy. Đây, cái này thì em không biết để làm gì nhưng mà nó có tặng kèm một cái này. Tặng kèm một cái này. Đấy. Thì cái này thì chắc là cái này để các bác để cái nhang vào đây. Đây, để vào trong này, sau đó các bác để cái nhang vào đây. Đấy, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp chị thì bên shop về cho các bác cái móc gỗ treo quần áo nhá. Đấy, móc gỗ treo quần áo như này. Có lên cho em là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k. Thì đây nó sẽ là một con móc và nó có cho các bác là 8 cái đầu như này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu như này và các bác có kèm một cái quai như này, các bác xoáy vào đây cho em, xoáy vào cái này cho em. Sau đó thì mình treo lên tường này hoặc treo vào tủ quần áo này. Mình để mình treo ví dụ như là các cái quần áo nhỏ này hoặc là treo phơi đồ rất là tiện. Đấy, thì combo cho các bác là một bộ như này. Lên mã giúp cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá thì sẽ là 40k nhá. Móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá sẽ là 40k cho một cái bộ móc gỗ như này nhá. 40.000 cho một cái bộ móc gỗ như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá, thắt lưng cá sấu hộp. Giá sẽ là 150.000 cho cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một bộ thắt lưng và hai cái mặt nhá. Một dây thắt lưng hai mặt, một dây thắt lưng có hai mặt cho các bác luôn, đẹp chưa? Đấy, 150.000 bộ này thôi các bác này. Một dây thắt lưng hai mặt siêu đẹp luôn, một mặt là cá sấu nằm giữa. Đấy, và một mặt là cá sấu nằm lệch hai bên như này, lệch bên như này. Đấy, mặt của nó thì mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 150.000 cho một cái bộ thắt lưng như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác hai mặt, các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Lẫy của nó cực kỳ là ngon luôn và chất da thì siêu mềm luôn. Chất da của nó rất là mềm các bác nhá. Đấy, dùng thì rất là thích. Combo cho các bác luôn, một thắt lưng và hai mặt như này, một thắt lưng và hai mặt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Đấy. Còn ngoài ra thì bên shop có bán cái loại thắt lưng rời, một thắt lưng một mặt thì giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Một thắt lưng một mặt là 80.000. Còn cái loại hộp này sẽ là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cầm cho cái con dao giá này này. Combo nhá. Combo cho các bác sẽ là ba con dao nhá. Thì con dao chặt này thì sẽ là 180.000 các bác này. Đấy. 180.000 cho cái mã dao chặt thế này. Đấy. Con chặt này là 180.000 này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Con chặt này sẽ là 180.000, nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là chặt gỗ này, đó. Chặt gỗ, giá sẽ là 180k nhá, 180.000 con dao chặt gỗ như này. Đấy, tiếp theo thì con này sẽ là con thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000. Thái gỗ 80k cho một em thái gỗ này nhá, 80.000. Đấy, con này thì nó sẽ là dao chuyên để thái các bạn, chuyên để thái. Chiều dài khoảng 30cm và dao rất là bén luôn. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, hàng liền thân như này, ốp gỗ cực đẹp luôn. Đó, thái gỗ 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con dao đó là dao gọt gỗ nhá, cũng như vậy luôn. Đó, hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Con gọt gỗ này thì sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có cho các bác là 260k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, tính ra là hai con này đã là 260 rồi bao ship mà còn được tặng kèm không một con 40.000 như này. Đấy, tiền ship mất 30.000 rồi. Đấy, tính như vậy là còn có 230 thôi. Đấy, trừ đi 30.000 ship là còn có 230.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Đấy, giá rất rẻ luôn cho các bác luôn. Ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đũa nhá, bộ gắp bát đĩa. Đấy, vừa gắp bát vừa gắp đĩa được luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 50.000. Đây các bác này. Thật sự, tôi không có ý định gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn mẹ chồng mang đĩa như vậy, tôi lại mất hết sự ngon miệng. Lấy đĩa trực tiếp không chỉ dễ bị bỏng tay, mà quan trọng hơn là không hợp vệ sinh.
Sát dụng cụ gắp đồ nóng này thật sự rất tiện lợi. Bên trong nó là chất liệu silicon không trơn trượt. Đối với đĩa nóng, chỉ cần dùng kẹp đĩa này, kẹp chắc chắn và không gây bỏng tay. Bạn có thể dùng nó cho mọi loại đĩa trong nhà. Hãy nhanh chóng nhấn vào link sản phẩm phía dưới và đặt hàng ngay. Với số tiền bỏ ra không quá đắt, bạn đã có ngay 3 món đồ này. Thật tuyệt phải không? Đấy, rất ok nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời này. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp rất đẹp luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là khi bác nhận được hàng, hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này nhá. Đấy, trong hộp này có kèm cho các bác một khăn lau luôn. Đó, đấy là thứ nhất này. Thứ hai sẽ kèm cho các bác là một cái khay bằng gỗ, một cái khay bằng tre và một cái khay đựng nước như này luôn, một cái khay đen đựng nước là vào cái mặt tre bên trên này. Một cái gắp như này và một cái hũ đựng chè này. Hũ này đựng được khoảng 5 ấm chè đối với cái chuyên này nhá. Đấy. Chuyên này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên mini trong lòng bàn tay này các bác này. Các bác trông cái lòng bàn tay em úp vào này. Đấy, không có bác nhận được hàng các bác lại bảo là chê bé này. Đấy, trong lòng bàn tay này nhá. Đất nung của Nhật nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè. Đấy, 6 chén một chuyên hũ đựng chè nhá. Đấy đây, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 thôi. 140k nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này. Ấm mặt trời đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140.000 nhá. 140k cho một cái bộ ấm mặt trời như này. Giá siêu hợp lý luôn. Các bác trẻ đi đâu mà mua được một cái bộ chuyên chén như này. Giá 140.000 các bạn. Đấy. 6 chén, một chuyên, một khay, một giá đỡ, một hũ đựng chè, một cái gắp vệ sinh như này và một cái khăn lau. Rất nhiều món luôn. Rất nhiều món. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó, 140.000 giá siêu tốt cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bảo Mớn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Em lại lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé. Thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào. Nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50k trên một bịch nhá. 50k trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá. 30 cái, 50.000 cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá, cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm. Cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là phin pha cà phê nhá. Phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k trong một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó. Giá thì khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện ích luôn. 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này kia. Phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các loại chó nhỏ cũng được hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này. Và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bác này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá. Chiều dài khoảng 1,5 m. Đây. Đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo rồi các loại chó con. Chó con các bác nhá. Đấy. Chó con hoặc là mèo rất là ok thì nói chung là chó con cũng được. Đấy. Bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá. Hàng liền này thì các bác này. Đấy. Hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bác này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bác. Đấy. Thì nó dập như này chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi.
có thổi liền như này các bạn này, sáng bóng đẹp luôn nhá. Nó đây, đây và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này, và đây là cái đầu quạt này. Đấy, chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo. Giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 trong cái xích chó mèo này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy, xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo, giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này là to nhỏ thế nào thì nó phức tạp. Đấy, giá thì chỉ có 40k cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này. Màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này. Đó, chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50k thôi. 50k nhá. 50k cho một cái xích chó mèo như này nhá. 50.000. À xin lỗi các bác là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy. 50.000 nhá, chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá, có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa, tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá, dẫn nước rất là tốt luôn. 50k trong cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hiện giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ là con đồng hồ LED như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy và con đồng hồ LED này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ LED như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k cho cái mã đồng hồ LED như này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy còn bật lửa về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác thấy không? Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhé, tự bơm ga này, tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con bật lửa đồng hồ này, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhé. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn, chỉ còn 20k thôi. Đấy, 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này, đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn thì các bác có thể treo vào móc khóa này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci. Giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá. 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đây, made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này. Chanel này thì là của Pháp này. Made in Fancy này. Đó, đây, Made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác bật lửa viên ngọc này, đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy thì các bác dùng thì các bác biết rồi. Cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái
kìm kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ này, Crossman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crossman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crossman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác, cái giá chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao đen nhá. Đấy. Bộ dao đen. Bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000, bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi, thì các bác có thể dùng để thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá, chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được, chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2.5 lạng đến 3 lạng thôi. 2.5 lạng đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con nhá. Rất là bén luôn. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao như này, ba con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá, thép của nó là thép vân gỗ này, thép vân gỗ như này. Đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ, và có kèm cho các bác là một con kéo này. Con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy. Combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây em sẽ test, em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy. Cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi. Đấy. Rất bén luôn các bác. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Các bác thấy chưa? Đó. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Phương hỏi cái này đi. Này. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái giờ P7 này hỏi đi. 130.000 cho cái bộ dao đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này, bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đây. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm này lên video tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện, có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ cần bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng, ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145k nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá, bóng áp quy. Thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Đề phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá.
Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên treo là bóng áp quy, giá sẽ là 40k nhé. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy, bóng áp quy. Bóng áp quy, giá của nó sẽ là 40k trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. Dùng cho em. Đây em đang kẹp vào cái bình áp quy 12V. Đây. Đấy, cái bình áp quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy, đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng vào đây. Đấy, bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho áp quy thì rất là tiện rồi. Nhà bác nào có áp quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình áp quy 12V nhá. Con này thì dùng để sạc bình áp quy này, công suất của nó là 5A nhá, 5A. Đây. Đấy, 12V 4A này, đấy, 100A. Đấy, và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc áp quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình áp quy 12V này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12, giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời các bác. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này. Đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy. Đây một con đèn như này nhá. Đó. Rất sáng luôn các bác. Có phụ kiện đi kèm đây. Có ốc kia cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá. Đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá. Kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi. Bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy, chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 đi, 60 này. Đấy. Và con này thì đây. Đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước. Rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi một quả bóng này thôi. Đấy rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này, sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn. Để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590.000 thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác. Đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin. Đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây.
Đấy, đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác. Thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy, các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy, 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp rem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo, là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong, và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k. Nên em là kẹp rem điện tử nhá. Kẹp rem điện tử giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp rem bằng cơ nhá. Đây. Con kẹp rem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép thì con này dùng bền đẹp chắc chắn và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây để các bác đo rem bao nhiêu rem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong, bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. 150k cho một con thước kẹp rem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp rem cơ nhá. Thước kẹp rem cơ giá sẽ là 150k. 150k cho em thước kẹp rem cơ như này nhá. 150.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái dầu gió của dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bạn này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40.000. Một lọ này sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450.000 cho một dây này 12 lọ này. Một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ. Đây, các bác này, đó. Hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy, đây. Đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đây các bác này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này. Đây. USA các bác này. Đó, đây. USA nhá. Hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, nắp là nắp xoáy hai lớp nhá. Nắp xoáy chống tràn hai lớp cực kỳ an toàn luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, các bác bị đau bụng này, rồi cảm nóng cảm lạnh rồi ok, dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá. 40.000 một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450.000 này, 450.000. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok,